Trải qua những cung bậc đầy cảm xúc và màn loại thí sinh không thể bất ngờ hơn. Muốn đưa Hà Anh trở lại vòng loại để mà xin chị một cơ hội. Tức là bây giờ chị phải đổi người. Yes. Tập 4 MAQ đã khép lại với sự ra về của Hà Anh và Xin Sa Phạm. Tiên vẫn sẽ giữ quyết định của mình là loại Hà Anh. Xin Sa, em sẽ dừng hành trình Miss International Queen Việt Nam tại đây. Hôm nay trong MAQ tiếp tục là những thử thách được nâng tầm bởi độ khó và khả năng xoay chuyển tình thế nhạy bén của các huấn luyện viên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một lượt chơi mới. Và sẽ có thêm những cái tên mới phải dừng chân trên con đường chinh phục hoàn mỹ. Thử thách này rất là khó. Ai có điểm mạnh và ai có điểm yếu, cân tài cân sức trong cái trận này. Tỷ số nghiêng về đội của huấn luyện viên. Game on. Chúc mừng tất cả các bạn đã có mặt trong top 14 thí sinh xuất sắc nhất của Miss International Queen Việt Nam 2023. Và như thường lệ thì trước khi đến với thử thách chính của từng tập, chúng ta sẽ phải trải qua một lớp học và một thử thách phụ của lớp học đó. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại đến với những phần kỹ năng vô cùng quan trọng. Phần đào tạo diễn xuất cùng ống kính, quay các video clip quảng cáo, quay TVC. Và bây giờ tôi xin nhường lớp học lại cho Hoàng Thùy cùng với tất cả các thí sinh. Kỹ năng diễn xuất ở trong các buổi chụp hình cũng như là các clip quảng cáo cũng như là các TVC là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Khi bước vào những cái TVC hoặc là những cái viral clip, cái điều quan trọng nhất chúng ta phải đọc được kịch bản. Những cái cây đó thì mình sẽ có tương tác với sản phẩm nào, bạn diễn của mình là ai, ánh sáng như thế nào và đường đi của mình ở trong cái set đó như thế nào, thì chúng ta phải thực sự tập trung vào cái việc mà đọc cái kịch bản đó. Có rất là nhiều các set quay khác nhau. Có set quay ở trong studio và cũng có set quay ở ngoài trời. Làm cách nào các bạn có thể đáp ứng được mình ở trong các set quay đó thì nó cũng gần giống như bạn chụp hình. Thì bạn phải biết là cái góc máy quay của mình như thế nào, cái việc mà mình đứng ở đây thì cái ánh sáng của mình như thế nào, và cái đường dây của mình khi mình đi thì mình sẽ phải đi như thế nào để cho nó phù hợp với những cái động tác của mình. Khoảng 40% trong TVC quảng cáo người ta sẽ hay đọc những cái slogan như các bạn thường thấy ở trên TV hoặc là viral clip. Cái việc đọc slogan là vô cùng quan trọng. Thì cái cách mà đọc các slogan thì các bạn phải luôn luôn nhớ từng chữ và cố gắng đọc đúng, rõ những cái câu khẩu hiệu mà nhãn hàng họ muốn đưa vào trong những cái sản phẩm của họ. Có hai dạng đọc slogan, bạn có thể đọc trực tiếp ở set quay, và một dạng nữa là bạn sẽ phải đi thu âm. Nhưng mà khi mà bạn nhép thì bạn phải nhép thực sự giống. Ở các set quay TVC mà thường thường có slogan thì nó sẽ phải đòi hỏi cái người diễn viên phải thực sự là tập trung để có thể đọc được cái slogan đó một cách rõ ràng nhất. Rồi bây giờ tôi mời một số bạn lên để chúng ta sẽ thực hành một chút. Các bạn đã từng đi đóng viral clip chưa? Fashion video, quay hình trong các buổi trình diễn. Ok, mời Trang Nhung. Rồi, ở trong các buổi quay hình với camera, viral clip hay là TVC thì quan trọng nhất vẫn là cái ánh mắt và cái hành động của các bạn phải có sự kết nối. Mình chụp hình là mình có thể ngừng nghỉ,
Còn trình diễn hay biểu diễn nó là cái sự liên kết và cái sự thay đổi cảm xúc. Mình sẽ phải biểu cảm cái góc độ này như thế nào, và cái đoạn này mình sẽ phải di chuyển cái body language, cái cơ thể của mình như thế nào. Thì bây giờ chị muốn em ba cái biểu cảm: vui này, giận dữ này, dễ thương này. Đó. Làm chậm thôi. Giận dữ mà kiểu tức tối mạnh lên, dữ lên. Ôi, cái này dễ thương quá. Chị cảm giác như là nó chưa được phát ra. Chị đã từng đi học thì có một cái cảnh rất là thú vị, rằng là mình đóng một cái bạn đi học trễ, không thể tự nhiên đi vào rồi chạy chạy như thế này rồi mở cửa rồi đi học trễ được. Thì thầy bắt là mình sẽ phải chạy thực sự luôn. Mình ở ngoài mình chạy thật mạnh để cho người mình nó mệt, thở hổn hển, xong đi vào bước vào là mình chỉ bước 2-3 bước để mình chạy vào thôi. Thì em sẽ biến đổi thành cái trạng thái giận dữ mà nó không phải là diễn, mà mình thực sự mình giận dữ thật. Hay là mình vui thì mình cũng phải nghĩ đến một cái gì đó làm cho mình vui, hoặc là mình chọc mọi người cười hay là như thế nào đó để cho mình có một cái cảm giác thật. Vui vẻ lên chị em ơi. Ở trong lúc quay thường thì sẽ không... Không, cái đó là cái động tác chuẩn bị của mình thôi. Có nghĩa là mình phải có cái sự chuẩn bị để mình lấy cái cảm xúc của mình. Chị mời một bạn lên đây. Em mời em. Ba bạn được, mang ghế ra. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái tiểu phẩm giả định ha. Khiết Anh á, sẽ đóng vai là một bà mẹ mà rất là cổ hủ và khó tính, không có chấp nhận những cái gì mà bất bình thường. Trăng Nhung á, sẽ là một người con rất là ngoan, rất là nghe lời mẹ từ nhỏ lớn luôn ha. Sau một ngày nào đó, Trang Nhung đi về và xin bà mẹ muốn trở về đúng với giới tính của mình ha. Quân thì em sẽ là một người chị gặp một bà mẹ như vậy và gặp một người em như vậy, thì làm cách nào để em có thể giải quyết được cái vấn đề? Chuẩn bị sẵn sàng. Tóc tai váy như vậy là sao hả Trung? Con nói cho mẹ biết đi. Cái chuyện này khi mà con nói ra thì con mong là mẹ và chị bình tĩnh để nghe được cái câu chuyện này của con. Bình tĩnh là bình tĩnh sao? Mẹ, con trai để Trung cho à, chị... mẹ đẻ con ra là tên Trung. Mẹ, mày bỏ tao ra, tao để mày ra để là cho tên em nói Trung. Cái tại sao mày lại để tóc tai mặc váy như vậy? Mày để cho hàng xóm nhìn mặt tao như thế nào nữa? Mẹ à, bỏ ra. Tao hỏi thiệt nhá, mẹ có cần có hạnh phúc không? Hạnh phúc hả con? Con phải cưới vợ sinh con thì con mới hạnh phúc chứ, con để tóc tai vậy là con hạnh mẹ phúc hả? Hạnh phúc là hạnh phúc làm sao? Lắm rồi mẹ. Nhưng mà cái đó là hạnh phúc do mẹ suy nghĩ ra thôi. Còn hạnh phúc thật sự mà con mong muốn là gì mẹ biết không? Mẹ không muốn hiểu con. Từ nhỏ đến lớn con đều nghe lời của mẹ, con đều làm tất cả mọi thứ cho mẹ, kể cả chuyện học đại học, chọn ngành gì và công việc gì. Chứ đến bây giờ con muốn là chính là bản thân con cũng không được sao? Nhưng mà có nhiều cách khác mà con, tại sao phải con phải làm như vậy? Mẹ, em muốn sống đúng với giới tính của mày mình thì mà. Mày chắc mày biết đâu mà mày giấu tao đúng không? Ngoài kia người ta cởi mở lắm rồi, mẹ thoải mái chút đi mà. Con định làm cái gì? Thì con định là sẽ chuyển thành một người con gái hoàn toàn. Trời ơi, thật sự là mẹ đã hiểu con và mẹ cũng có muốn con hạnh phúc chưa? Mẹ là mẹ của con mà Trung, sao mẹ không biết được hả? Từ nhỏ đến lớn mẹ nuôi con mà. Con có nữ tính làm sao, con có làm sao mẹ cũng biết. Nhưng mà mẹ sợ con đi chuyển giới rồi có mệnh hệ gì, làm sao mà mẹ sống được. Vậy là mẹ đồng ý cho con đi nữa mẹ. Mẹ cũng chả có sợ là người ngoài người đó. Khỏe không chị? Trời ơi, sao hẹn ra ngoài cà phê đầu hẻm không ra? Tôi đợi chị với ngoại đó, sao chị không ra? À, tôi đang nói chuyện với con tôi một xíu. Nói nào ạ? Thằng Trung... Cô Bảy. Ủa sao con biết cô Bảy vậy? Thằng Trung nó là Bảy. Thằng Trung á hả? Trời ơi, bữa nay con để tóc dài, tóc ơ đồ nữa ha. Con là con gái rồi cô Bảy. Trời đất ơi, con gái cái gì con ơi? Mình nhỏ là con dắt mày đi vòng vòng, tao không biết mày là con gái hay con trai hả? Cô Bảy nghĩ sao thằng Trung muốn đi chuyển giới? Trời ơi, cái đó là đi luôn đó con ơi. Không có được đâu nghe. Cô Bảy không có con, cô Bảy không có hiểu. Không có nghe, tôi nói chị là không có ủng hộ đâu nghe. Mẹ thấy đó, ba anh chị đó, ai lấy bà. Thiệt tình luôn á. Mày ngưỡng mày dữ lắm nghe. Rồi sau này con sẽ không có con đó. Khổ dữ lắm đó con ơi. Là khổ sao bằng khổ cô Bảy được. Cô Bảy ở có một mình, còn con là sau này biết đâu có chồng có con. Mẹ cái nết của ba anh chị đó, ai lấy bà. Tôi nói không nghe. Bà Bảy cũng thôi đi, tôi cũng không hết cách rồi. Giờ chỉ có nước bán đất bán đai cho nó. Đó thấy chưa, mẹ mày làm khổ mẹ mày không? Con để tóc dài còn hơn cô Bảy nữa. Con là con gái rồi, nó cô Bảy nó hoài. Bà, đàn bà gì đâu mà tóc tém. Tay chân thì lông mẹ, lá bà chơi bài thua. Bà chơi bài ăn mà bà nói bà thua không có. Nhưng mà bây giờ bà thấy đi, tự nhiên cái
Tự nhiên cái gì im bán cái hết miệng nhà. Bà lại đi. Bà im cái miệng bà lại. Bà bán hết nhà rồi lấy tiền đâu cho tôi mượn. Ủa tuần trước còn chưa đóng kìa. Từ từ đóng bà ơi. Bà biết tôi tên gì không? Bà tên Chung. Khiết Anh. Tôi tên là Diễm Lệ đó. Biết tại sao không? Là dễ liệm đó. Con đó thôi mệt quá. Mẹ con bay làm gì làm đi nha. Ê cẩn thận cô bảy ơi. Bà ăn chứ bà đi nói chuyện nhà người ta không à. Ok cảm ơn. Nhận xét đi các bạn. Bản thân em thấy thì kịch bản nó khá là thời sự và nó cũng hợp với chương trình của mình. Đó là chương trình dành cho những người chuyển giới. Cái thứ hai thì em thích cái tuyến nhân vật của bạn Khiết Anh. Tại vì bạn ấy chuyển từ cái trạng thái giận dữ, bạn ấy cảm thấy giận dữ không được, bạn đã khuyên ngăn con mình bằng cái lời lẽ ngọt ngào. Nhưng mà em thấy tiếc ở đây một điểm đó là cái đoạn cuối nó hơi bị rông rả. Chưa có cao trào đúng không? Chưa có cao trào. Nó vẫn đang kiểu ờ mẹ ơi vậy cho con sống cuộc đời của con đi mà. Nó chưa có điểm kết là con muốn sống cuộc đời của con. Thì đó là nhận xét của em. Ok, nhìn chung là các bạn đánh giá khá là chính xác. Chỉ thấy là nếu mà các bạn tự nghĩ ra một kịch bản như thế này thì đã là rất là tốt rồi. Thêm cái phần body language nữa thôi. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với phần diễn xuất với các sản phẩm. Chị sẽ phát cho các bạn một sản phẩm giả định. Nó không hẳn là chai nước ha. Các bạn sẽ nghĩ ra một cái slogan nào đó cho chính bản thân mình. Cộng với cái kết cuối của chúng ta sẽ là Miss International Queen Brave Purple. Và tương tác với một sản phẩm quảng cáo trong vòng 30 giây đến 40 giây. Mời một số bạn lên Thị Phạm ha, cho Hà đi. Khi nào mà chị nói bắt đầu đến đoạn kết thúc là những cái hành động của em nó phải có sự liên kết, nó không được dừng. Và cái thứ hai là khi mà em sử dụng những câu slogan thì em phải nói làm sao cho nó truyền đạt này, truyền cảm này. Cái thứ hai là nó phải rõ ràng. Ready? Bắt đầu. Tự tin tỏa sáng, Miss International Queen Việt Nam. Nhược điểm của em này, em chưa có diễn được đủ cái hình, em bị đi nhanh quá. Cái thứ hai là em chưa phân bố được cái đường dây nó rõ ràng. Thứ ba của em là em bị thiếu slogan ha. Cảm thấy mình cũng rất là thích thú về cái việc diễn xuất. Diễn xuất nó sẽ giúp cho mình giải phóng được cái cá tính của mình để mình có thể đa dạng hơn. MIQ, we love you. Stay confident. Stay brave, MIQ Việt Nam. Rồi, tự nhiên đi đến đó xong chuẩn bị nói cái miệng. Em bị run. Đó, chị nhìn rất rõ luôn, lên camera, lên TVC là nó từng chi tiết, từng giây rất là nhỏ. Cái thứ hai, vẫn thiếu slogan, Brave Purple. Các bạn nên nhớ là cái slogan nó quan trọng bởi vì nó là gắn liền với lại brand. Bạn tiếp theo, 3, 2, 1, bắt đầu. Vẻ đẹp được đánh thức, Miss International Queen Brave Purple. Nhược điểm của em khi bắt đầu em nói slogan em vẫn bị vội và em chưa có chắc chắn. Cái thứ hai, khi mình kết thúc mình phải dừng một lúc, mình mới xả vai. Tự tin làm điều mình thích. Vì nó có ích cho chính mình. Miss International Queen Việt Nam Brave Purple. Sai, các bạn bị xả vai nhanh quá. Hôm sau uống ít nước thôi, uống rơi nước xuống không có đẹp. Chạm khắc tinh tế, lấp lánh tựa ánh sao. Tiệm vàng Diễm Lệ hân hạnh là nhà tài trợ vàng cho Miss International Queen Brave Purple. Khô gà phùng trương chân đài, ăn là mê hoài. Miss International Queen Việt Nam Brave Purple. Cô gà chân đài. Cô gà chân đài. Cô gà. Em sẽ tag tên chị chân đài vô cái clip này. Ok, rất là thú vị đúng không? Tạo cái tiếng cười cho mọi người có sáng tạo. Nhưng mà slogan bị đọc sai. Bright Purple là cái gì? Brave. Brave. Đọc đúng cái từ ha. Mặc dù có thể mình nói tiếng Anh không tốt, nhưng mà cái những cái từ ngắn mình cố gắng phiên âm cho nó thực sự chính xác. Cá không ăn muối cá ươm, không nổi tiết tố làm sao xin nè. Miss International Queen Việt Nam 2023 Brave Purple. Ok, dễ thương, phân bổ thời gian hợp lý. Vitamin Love,
share yêu thương đến Miss International Queen Việt Nam Brave Purple. Chưa bình tĩnh lắm, đang bị bấp ha. Giữ dáng đẹp da, thăng hoa sắc Việt Miss International Queen Việt Nam Brave Purple. Rồi, save the best for last đúng không? Bạn này rất là ok, tốt. Chị thích cái cách mà em nhấn nhá và nhả cái từ. Em biết điều chỉnh âm lượng á, nhỏ lớn để cho nó tạo cái cảm xúc thay đổi trong khi mà khán giả người ta xem những cái video clip của mình. Chúc mừng các bạn và cảm ơn các bạn đã rất năng động, thoải mái trong buổi học ngày hôm nay. Tôi rất là thích cái tinh thần này. Vừa rồi chúng ta vừa đến với phần đào tạo và thực hành quay các viral clip hoặc là TVC đóng các clip về fashion. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại các vị ban giám khảo mới cùng với phần thử thách phụ của chúng ta. Cảm ơn Hoàng Thùy và cũng chúc mừng tất cả các bạn thí sinh đã hoàn thành xong cái lớp học với những chia sẻ hết sức bổ ích từ cô giáo Hoàng Thùy. Và bây giờ sẽ là thử thách phụ của các bạn. Thử thách phụ này sẽ được chia sẻ với các bạn bởi đại diện từ nhãn hàng, chính là cố vấn sắc đẹp Thái Hoàng Sơn, CEO của Viện Thẩm mỹ Siam Thái Lan. Vậy thì không biết anh Sơn có thể chia sẻ với các thí sinh của chúng tôi về tiêu chí của nhãn hàng đối với thử thách lần này không ạ? Cái tiêu chí hôm nay là các bạn diễn và đọc slogan sản phẩm trước ống kính. Slogan của nhãn hàng đó là Dr. Glass, máy làm đẹp đa chức năng công nghệ Đức, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả, chuyên sâu. Cái tinh thần tôi mong muốn các bạn thể hiện với bộ sản phẩm này đó là tinh thần hiện đại, trẻ trung và sang trọng. Các bạn có 15 giây để thực hiện phần thi thử thách này. Chúc các bạn có một phần thi tốt để chinh phục các ban giám khảo. Vậy thì bây giờ thử thách của các bạn bắt đầu. Sản phẩm thử thách các bạn ngày hôm nay bao gồm 3 sản phẩm. Thứ nhất đó là máy trượt lông tại nhà. Thứ hai là máy rửa mặt đa chức năng. Và thứ ba đó là máy nâng cơ. Các bạn có thể lựa chọn một trong 3 máy để thực hiện phần thi của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 2 cái luồng máy quay. Đầu tiên sẽ là một máy quay di chuyển và một máy quay để các bạn có thể đọc cái slogan. Và bây giờ xin mời thí sinh đầu tiên, thí sinh Nguyễn Đăng Tiên từ team huấn luyện viên Quỳnh Hoa. Dr. Glass, máy làm đẹp đa chức năng công nghệ Đức, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả, chuyên sâu. Dr. Glass đến từ công nghệ Đức, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả tối đa. Slogan của nhãn hàng đó là Dr. Glass, máy làm đẹp đa chức năng công nghệ Đức, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả, chuyên sâu. Dr. Glass, máy làm đẹp đa chức năng, công nghệ Đức, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả, chuyên sâu. Dr. Glass, máy làm đẹp đa chức năng, công nghệ Đức, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả, chuyên sâu. Dr. Glass, máy làm đẹp đa chức năng, công nghệ Đức, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả, chuyên sâu. Dr. Glass, máy làm đẹp đa chức năng, công nghệ Đức, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả, chuyên sâu. Dr. Glass, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả, chuyên sâu. Dr. Glass, máy làm đẹp đa chức năng, công nghệ Đức, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả, chuyên sâu. Dr. Glass, máy làm đẹp đa chức năng, công nghệ Đức, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả, chuyên sâu. Dr. Glass,
máy làm đẹp đa chức năng công nghệ Đức, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả chuyên sâu. Doctorclass, máy làm đẹp đa chức năng công nghệ Đức, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả chuyên sâu. Ngồi dưới tụi mình muốn thót tim luôn. Chị cầm cái máy nâng cơ mà chị tưởng là cái máy triệt lông á, chị đã diễn với cái công năng của nó là triệt lông. Đó là một điều tối kỳ trong cuộc thi và cũng như là khi mà làm việc với nhãn hàng. Doctorclass, máy làm đẹp đa chức năng công nghệ Đức, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả, chuyên sâu. Doctorclass, máy làm đẹp đa chức năng công nghệ Đức, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả, chuyên sâu. Doctorclass, Doctorclass, máy làm đẹp đa chức năng công nghệ Đức, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả chuyên sâu. Chúc mừng các bạn thí sinh đã hoàn thành xong phần thử thách phụ. Và bây giờ sẽ là nhận xét đến từ ban giám khảo. Xin mời siêu mẫu Á Hậu Hoàng Thùy. Buổi sáng chúng ta đã được nhắc lại rất là nhiều lần về cái tuyến đường đi và cái cách mà đạo diễn đã phổ biến với chúng ta. Nhưng mà có rất là nhiều bạn đã quên cái việc là mình nhìn vào cái máy nào. Thêm một số bạn nữa là cái điều mà chị đã nhắc trong cái buổi học ngày hôm nay, chúng ta đã được thực hành rất là tỉ mỉ, từng bạn đã được lên. Thì cái slogan luôn luôn là cái mà nhãn hàng người ta cần nhất. Thì nhiều bạn đã sai, quên. Và có nhiều bạn thì nói quá là nhanh. Ví dụ như là bạn Hà Đan này, em bị sai slogan này. Doctorclass, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả chuyên sâu. Bạn Nicky Song Phúc này. Doctorclass, máy làm đẹp. Và có nhiều bạn đang hơi vội như là Trung Khiết Anh. Doctorclass. Xin cảm ơn các bạn đã hoàn thành cuộc thi chỉ trong vòng 15 giây và cũng tiếp cận với sản phẩm trong một thời gian rất là ngắn. Nhưng các bạn đã rất là nỗ lực để thể hiện cái slogan và tinh thần của sản phẩm. Tuy nhiên trong đó thì cũng có thể vì thời gian có hạn chế nhưng các bạn đã có rất là nhiều những cái sai sót trong cái phần thi này. Có những bạn là máy nâng cơ mặt thì lại dùng ở tay. Đó là những cái sai rất là cơ bản. Thực ra trong 14 bạn thì chỉ có 2 đến 3 bạn làm khá là tốt. Anh cũng có một số cái nhận xét. Thứ nhất là chỗ bạn Tây Hà. Em chú ý là khi mà em nói chuyện, em bị gục gật cái đầu nhiều quá. Bởi vì những cái động tác thừa trên cái cơ thể của các bạn, khi mà các bạn quay trong một cái clip rất là ngắn này nè, nó sẽ làm người ta bị phân tâm. Như là bạn Trần Quân là bạn bị chớp mắt quá nhiều. Cái ánh mắt là cái phần em sẽ giao tiếp với khán giả của em và em sẽ truyền cái năng lượng tới khán giả. Thì nếu mà em cứ chớp mắt liên tục vậy là hồi nãy anh bị phân tâm vào cái ánh mắt của em cứ chớp. Anh không chú ý được vào những nội dung khác. Các bạn sẽ phải biết là khi mà mình quay những cái TVC này nè, cái quan trọng nhất đó là cái năng lượng các bạn toát ra chứ không phải là cái mặt các bạn đẹp. Các bạn sẽ phải làm sao để cho khán giả và người tiêu dùng họ tin rằng là cái nhân vật ở trong cái TVC này đang cảm thấy họ thật sự đẹp, thật sự tin tưởng vào cái sản phẩm. Hôm nay thì chúng tôi không chọn được top 3 mà chúng tôi chỉ chọn được top 2 thôi. Chị xin chúc mừng bạn đầu tiên, Nguyễn Đan Tiên. Bạn thứ hai chị xin chúc mừng Nguyễn Trang Nhung. Chúc mừng hai bạn đã lọt vào top 2. Về bạn Trang Nhung, đầu tiên là về cái slogan thì bạn thể hiện khá là tốt, nói đúng slogan và có cái năng lượng trong đó. Còn bạn Nguyễn Đan Tiên thì bạn đọc slogan cũng rất là đúng và tốt, thể hiện được cái công năng của máy và trong đó cũng thể hiện được cái tinh thần mà nhãn hàng mong muốn. Chính vì vậy, điểm cao nhất đó là bạn Nguyễn Đan Tiên và chúc mừng bạn. Từ tập 1 cho đến tập này thì Tiên luôn luôn cố gắng để chiến thắng được thử thách phụ, nhưng mà mãi đến tập này thì Tiên mới giành được chiến thắng. Đây là một bộ sản phẩm full cả 4 sản phẩm của Doctorclass và dành cho người chiến thắng trong cuộc thi này.
Thanh Tiên có gương mặt của quảng cáo và cũng như là nghe những cái thông tin và tiếp thu những cái thông tin rất là chính xác và nhanh. Cái việc mà chiến thắng của Đăng Tiên thì đó là một cái vấn đề không thể nào bàn cãi được nữa. Xin chúc mừng hai bạn, xin cảm ơn anh Thái Hoàng Sơn. Và như thường lệ thì thí sinh chiến thắng sẽ giành được những đặc quyền và những lợi thế cho team của mình trong phần thử thách chính. Xin cảm ơn siêu mẫu Á hậu Hoàng Thùy cũng như là cảm ơn anh Thái Hoàng Sơn đã đồng hành với lớp học. Bây giờ các bạn thí sinh sẽ trở về với phòng của huấn luyện viên mình và nhận đề của thử thách chính. Da sạm, nám, lão hóa da, thiếu sức sống là nỗi lo chung của phụ nữ từ 30 tuổi trở lên vì suy giảm nội tiết tố nữ. Với 11 thành phần từ thảo dược truyền thống được chọn lọc, tinh chế và sản xuất trên dây chuyền GMP, dung nhan tố nữ ST hỗ trợ cải thiện tình trạng sạm da, bốc hỏa, mất ngủ, suy giảm sinh lý nữ do nội tiết tố suy giảm ở nữ giới. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 đến 2 viên để cảm nhận rõ hiệu quả của sản phẩm. Dung nhan tố nữ ST đã có mặt trên toàn quốc và được chị em tin dùng. Dung nhan tố nữ ST, trẻ đẹp hơn để hạnh phúc hơn. Xin chào, bốn mentor đã đến với vòng công bố thử thách của ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một thử thách, đó là quay TVC cho thương hiệu dung nhan tố nữ ST. Xin được trân trọng giới thiệu nhà tài trợ kim cương của thương hiệu này, doanh nhân Hoàng Song Hà. Cảm ơn Hương Giang. Xin chào bốn huấn luyện viên. Sản phẩm ngày hôm nay chúng ta sẽ quay đó là sản phẩm dung nhan tố nữ ST, là một trong những sản phẩm thế mạnh của công ty Thiên Ý Phạc Ma. Thông điệp của sản phẩm chúng tôi muốn mang đến đó là sự hạnh phúc của người phụ nữ. Và sản phẩm dung nhan tố nữ ST là một cái sản phẩm được coi là một sản phẩm giúp bổ trợ estrogen thiếu hụt nội tiết cho toàn bộ phụ nữ, giúp cải thiện toàn bộ tình trạng khô hạn, tình trạng lãnh cảm, da bị nám, sạm, tàn nhang, cải thiện giấc ngủ và cải thiện tình trạng bị bốc hỏa của phụ nữ. Điều rất tuyệt vời đó là sản phẩm dung nhan tố nữ được xây dựng trên các bài thuốc cổ phương, được lấy từ tinh chất dược liệu đông y, có 4 loại sâm quý trong này và có cả collagen từ quy bản, có omega 3 từ hạt lanh và vitamin C từ rong nho. Không biết là chị mong muốn là tinh thần của TVC ngày hôm nay sẽ như thế nào? Với nhãn hàng dung nhan tố nữ thì công ty chúng tôi yêu cầu với tinh thần sản phẩm phải thật là tươi mới, trẻ trung, yêu đời và hạnh phúc. Và thông báo với bốn huấn luyện viên, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một luật chơi mới. Chúng ta sẽ không quay 4 TVC và chúng ta sẽ chỉ có 2 TVC ở 2 set khác nhau. Điều đó đồng nghĩa rằng ngày hôm nay các huấn luyện viên sẽ phải chọn một huấn luyện viên để kết hợp cùng với mình và các bạn sẽ phải cùng làm việc với các thí sinh của đội và đưa tới cho chúng tôi chỉ 1 TVC của mỗi đội 2 huấn luyện viên. Với Tiên, đây là một phần thử thách cũng khá là hay và khó khăn tại vì mình sẽ phải thi theo nhóm. Và ngay bây giờ, xin phép được mời thí sinh chiến thắng của thử thách Masterclass ngày hôm nay, Nguyễn Đan Tiên. Xin được chúc mừng huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa một lần nữa đã có thí sinh chiến thắng tại lớp Masterclass. Và như thường lệ thì ngày hôm nay có rất nhiều đặc quyền dành cho em. Đầu tiên, mời em nhìn lên trên màn hình. Chúng tôi sẽ có 2 set để có thể lựa chọn cho TVC ngày hôm nay. Set đầu tiên đó là một ngôi nhà với một phòng ngủ và một phòng khách. Set thứ hai là một văn phòng và một phòng để đón khách. Và nhiệm vụ của các bạn đó chính là các bạn sẽ phải quay TVC chỉ với một cú máy. Set nào sẽ là set mà em lựa chọn? Em sẽ lựa chọn set mà có giường ngủ. Bản thân Tiên thì Tiên không dám nói trước nhưng mà cũng khá là cảm thấy hào hứng với cái thử thách này. Huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa, vì bạn có thí sinh chiến thắng tại lớp Masterclass ngay lúc này, ai sẽ là huấn luyện viên kết hợp với bạn ngày hôm nay? Chúng ta sẽ có bao nhiêu giây để làm cho thử thách lần này ạ? Bạn sẽ có 45 giây cho mỗi TVC. Và huấn luyện viên bé sẽ chọn thi chung với team của Quỳnh Hoa. Tiên hy vọng là bản thân mình sẽ được kết hợp với team của Quỳnh Hoa. Mình sẽ có một cái số lượng thí sinh trọn vẹn và các bạn cũng có một cái gương mặt rất là ăn hình, rất là đẹp. Quỳnh Châu. Quanh ra ngõ hẹp, ai cũng muốn lấy cái đội ít thành viên để cho
bớt thêm được người nào thì đỡ người đó. Như vậy là một lần nữa Song Quỳnh là có thật đúng không? Và hôm nay lên Bùi Quỳnh Hoa, không biết tại sao hôm nay Quỳnh Hoa lại lựa chọn team của huấn luyện viên Quỳnh Châu để làm việc cùng. Với em thì em nghĩ rằng là ngày hôm nay khi mà chúng ta đang tham dự thử thách TVC thì đội mà ít người hơn sẽ có thể có một lợi thế nhiều hơn. Một sự lựa chọn có thể là rất chiến lược đúng không ạ? Như vậy thì hôm nay huấn luyện viên Mai Ngũ và huấn luyện viên Thủy Tiên, hai bạn sẽ là một team. Khoai nhất, cái khó nhất là sẽ là kết hợp với team chị Mai Ngô. Nội cái về cái số lượng thành viên không là đã rất là một cái bất lợi lớn rồi. Và các huấn luyện viên, các bạn sẽ có 30 phút để luyện tập cùng với thí sinh của mình ngay tại set. Và sau đó thì các bạn sẽ có 20 phút cho mỗi một lượt thi để có thể sản xuất ra một TVC 45 giây. Căng như dây đàn luôn. Để coi coi là đội nào là đội chiến thắng. Em có thể hỏi là mình có thể dùng cái tiếng thu sâu được không để có được cái âm thanh tốt nhất. Sau khi mà các bạn làm xong thì chúng tôi sẽ cho các bạn thời gian để các bạn voice off trên sản phẩm của mình. Cho em hỏi rằng là không biết là bên nhãn hàng có những câu slogan gì dành cho những cái team không ạ? Hay là những team phải tự sản xuất ra những câu slogan đó? Slogan hiện tại của sản phẩm dung nhan tô nữ đó là trẻ từ gốc. Vì đây thực chất nó chỉ là một từ khóa của nhãn hàng và các bạn hoàn toàn có thể phát triển để lan tỏa được cái thông điệp này một cách rõ ràng hơn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong phần thử thách chính. Như chị đã thông báo với mọi người thì hôm nay hai team chúng ta sẽ gộp lại thành một team để tham gia thử thách TVC quảng cáo cho sản phẩm của nhãn hàng, đó chính là ST nội tiết tố. Mình thấy rất là vui bởi vì tập này mình không có còn gọi là chiến đấu trên set một mình nữa mà là mình đã được ghép team với huấn luyện viên Thủy Tiên. Thử thách ngày hôm nay phải nói là một cái thử thách rất là khó khi mà mình phải quay one shot. Và hôm nay Tiên có mời một nhân vật rất là đặc biệt đến với phim trường để có thể hỗ trợ mọi người. Xin giới thiệu MC Thanh Thảo. Chào các bạn. Xin chào các bạn. Chị Thảo là một người có chuyên môn rất là sâu. Chị cũng là một trainer và một giáo viên dạy MC cũng giống như là dạy cho những cái thước phim quảng cáo. Wow, cô nào cũng cao hết, thôi cho chị làm cái nhân nha. Dạ, xin chào chị Thảo. Ok, xin chào cả đội. Hôm nay nhà mình đông quá, tới 9 người lận. 9 nhân vật mà tham gia cùng một cái TVC thì các bạn biết là chắc chắn là chúng ta sẽ rất là đông. Nên là sẽ có bạn chính, bạn phụ. Mình chưa bao giờ cảm thấy mình là vai phụ hay là vai chính cả. Bởi vì đã là một thử thách đồng đội thì mình sẽ hướng đến một cái sự hợp nhất, chứ không còn là đơn thuần là việc mình có phải là spotlight, có thể thuộc về mình hay không nữa. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải làm nổi bật sản phẩm, nổi bật những tính năng của sản phẩm và chúng ta thể hiện tinh thần tốt nhất có thể để team mình được chiến thắng, được không nào? Nào, 1, 2, 3, yeah! Trong một cái góc quay phải gọi là one shot, nó rất là khó luôn. Bắt buộc là cả chị Mai Ngô và Tiên đều phải chia thí sinh ra từng group và mỗi group sẽ nêu lên một cái chức năng của sản phẩm. Đó là cái phương án tốt nhất và dễ nhất. Hồi nãy bạn nào đã được phân nhóm đầu tiên bước vào đây? Em bé đó là người cuối cùng bên này, đứng bên này giùm chị. Em chỉ cần đúng với chị một câu thôi. Dung nhan tố nữ ST trẻ từ gốc. Đúng câu đó ha. Rồi bên này. Đây, Nhi sẽ là người nói. Nhi nói đúng không? Hai bạn này ngồi sát với nhau. Mà chị, em muốn cái cú máy nó cũng sẽ không phải là kiểu nó liên ngang như vậy nha. Mà đầu tiên nó sẽ là focus vào những cái vấn đề mà bạn này bạn diễn. Sau đó cái máy quay nó sẽ lia tới cái trên bàn. Và Nhi sẽ cầm này lên. Đứng nói như vậy. Không, đầu tiên vô nè. Ê bà, dạo này khô hạn quá này, là đang zoom vô mấy bạn nè. Xong bắt đầu vừa nghe vấn đề đúng không? Cười, tự tin. Cầm cái này lên là bạn này sẽ nói. Dạ. Yeah. Rồi cái tay này em phải để ở đây. Dung nhan tố nữ ST trẻ từ gốc, căng tràn nữ tính. Mình rất là thích diễn xuất và bình thường cuộc sống hàng ngày mình cũng có những cái cử chỉ hành động nó cũng hơi diễn diễn, cho nên là khi mà được diễn thật thì mình cảm thấy rất là thoải mái và cảm thấy rất là ok trên set. Mình thể hiện cái câu chuyện là mình đang bị khô hạn, mình đang bị bức bối trong người, mình không có tâm sinh lý của người phụ nữ nhiều tại vì mình không có uống cái viên đó.
em là diễn viên này, em vô vai nữ nha, chứ không phải là do chuyển giới. Mấy bạn bên này là do chuyển giới. Tụi mình đã nhìn vô những cái tiềm năng của các bạn thí sinh về mặt diễn xuất, về mặt câu chuyện để tạo ra một cái đường dây. Là Hoàng sẽ, khi Cam tới thì Hoàng sẽ start đầu tiên, xong rồi chị Kim sẽ nói câu thứ hai, là em phải bay vô em hỏi liền. Hồi bạn nói chuyện với nhau, mình phải kiếm một cái conversation sau đó để mà thể hiện được các bạn là nhóm người chuyển giới và các bạn đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm. Em bước xuống một cách rất là nữ tính luôn, tay em như vậy nè, căng tràn nữ tính. Quay qua em đá lông nhi với mấy bạn cái nha, đền cầu của em. Bé cố gắng mở vai ra, ánh mắt sáng lên, tự tin lên, năng lượng lên, nhưng không được con nít nha. Chậm thôi, bước ra. Dung nhan tố nữ ST, căng tràn nữ tính. Không có dung nhan tố nữ, ta chỉ đánh. Thì cái set cuối á, là bạn sẽ phải là vừa tới bạn là bạn sẽ để ngay môi hai bạn kia là hai sản phẩm hai bên. Dạ rồi. Rồi, cái cô đẹp nhất đâu? Mỉm vô ngồi mỉm. Chị đang bị lo cái cô đẹp nhất này nè, tại vì chị muốn cái shot cuối cùng là bạn phải cầm uống. Nhưng mà set up thêm cái ly nước á, thì sợ nó không đủ 45 giây. Không, em chỉ cần bạn pose và để ngay môi thôi là được. Đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm cái quay TVC, và nhất là cái phần one shot này, nó là một thử thách lớn đối với mình. Cái set cuối á, là bạn sẽ phải là vừa tới bạn là bạn sẽ bước ra đây, bạn đứng ở đây, bạn để ngay môi. Hai bạn kia là hai sản phẩm hai bên hả? Đúng rồi. Cái set cuối là đứng đâu, đứng trước này luôn á hả? Mai, set cuối nè. Em nghĩ là cái set cuối này nên là tận dụng cái này giống như một cái người phụ nữ thành đạt. Đúng có rồi. Được tất cả mọi thứ ngồi ở đây. Để dưới bên vậy nè, cầm dạ. Cái chai thuốc vậy. Xong rồi bạn vừa mới uống xong, bạn uống luôn. Uống luôn. Uống luôn. Xong bạn đứng lên. Bạn vừa uống xong bạn đứng lên là bạn chỉ cần như vậy thôi. Hai bạn kia sẽ nhập vô dung nhan tố nữ ST. Okay. Trẻ từ gốc, cả ba bạn cùng nói. Ok. Okay. Nhanh chóng nha, mình chỉ có 15 giây cho scene này thôi. Hai bạn nhập tới xong cái này. Ủa, là liền không chị? Đúng không? Em không mà vậy nè. Ủa, giờ này sữa đẹp quá ha. Cái giọng còn đàn ông không? Không, nhưng mà coi từng thời gian á. Kịp. Mọi người phải tin huấn luyện viên. Mọi người ác thử cho tiên xem đi. Hoàng. 2 3 vô. Trời ơi, dạo này lông tay lông chân quá trời luôn á. Vậy rồi quá trời má ơi. Ủa, nhìn đẹp gái quá vậy? Dạo này còn đàn ông không? Vẫn còn nè má. Ủa trời ơi. Rồi xong bạn này sẽ bước vô, bạn nói gì? Tại vì mình có thoại với bắt từng người cho cái đường cam nó đi, nên mọi người diễn chậm thôi. Thì mọi người đợi cái cam về, nghe thẳng mặt mình bắt mình làm trọng tâm rồi mọi người hãy diễn nha. Rồi bây giờ mình vô vị trí hết đi à, cho anh quay phim, anh chạy nguyên một đường dây luôn. Mình sẽ rehearse để tập lấy frame, lấy biểu cảm của mọi người, và đồng thời sẽ bấm thời gian xem nó có khả thi hay không. Mọi người cố gắng làm trơn tru, không đọc slogan sai và không bị vấp nha. Cố gắng, tại vì mình có one shot thôi. 1, 2, 3 action là diễn, còn việc của cam để cam lo. 2, 3 bắt đầu. Action. Dạo này khô ghê, không có làm ăn được cái gì. Chán thằng chồng ghê. Dung nhan tố nữ ST mượt. Mướt mát tự tin. Mướt mát tự tin. Dung nhan tố nữ ST mướt mát tự tin, hạnh phúc rạng ngời. Trời ơi thiệt cũng hết chết luôn, dạo này lông tai lông chân mọc quá trời rồi bà. Lông râu của tôi nè mẹ. Trời ơi. Ủa, giờ mày đẹp gái quá vậy? Mày giọng đàn ông không? Vẫn còn nè mà. Bước vô. Bé, Thảo bước vô. Không chồng. Dung nhan tố nữ ST, trẻ từ gốc, căng tràn nữ tính. Rồi bắt đầu 2, 3 nhập vô nè. 2, 3 nhập vô. Đẹp lên, phụ nữ thành đạt lên. Ok, nói câu slogan mấy bà. Cười hoài vậy nói câu slogan. Dung nhan tố nữ ST, trẻ từ gốc. Đủ độ bè luôn đó bà. Ok. Dung nhan tố nữ ST, trẻ từ gốc. Nha, thoải mái lên. Dung nhan tố nữ ST, trẻ từ gốc. Sáng mắt lên nha, không có buồn ngủ. Mỉm ơi, tôi lên. Ba bạn là frame cuối, là cái frame chốt của cái TVC của mình. Các bạn phải tôi. Cái câu cuối cùng là giống như cái câu mà tụi em reo vui, bởi vì tụi em tìm được một cái sản phẩm nó quá ưng ý rồi á, đúng không? Em phải làm sao mà chị vừa nghe này xong chị chạy ra chị mua liền là em thành công. Còn mà dung nhan tố nữ ST trẻ từ gốc là cái gói ngủ luôn, không mua được luôn. Đủ 45 giây, tuy nhiên nó bị chậm ở chỗ Thảo. Em bước vô quá chậm và em đọc slogan rất chậm luôn. Em phải nhanh lên để tiết kiệm thời gian cho cái scene cuối của mình. Mà biết mà em bị lệch mặt đó, bây giờ em sợ em cười một hồi nữa. Em sợ hay chị loại em bây giờ đúng không? Thì em hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chị giao giùm chị đi. Em đang sợ cái gì? Em bị lệch mặt, em đang chăm cú á, nên là nó không có được
chuyện không sao đâu, em cứ cười tươi. Đó nên là em đang sợ cái vấn đề đó là một hồi nữa khi mà em cười nó sẽ bị đơ á. Tại vì em cũng muốn an toàn với mọi người thôi. Mình biết rằng mình thiếu sót ở đâu và mình cần phải khắc phục những gì. Đổi bé đổi Thiên Hân cũng được hay không? Bé Thảo ơi, brief lại cái nội dung slogan cho Hân nha. Thảo ơi, đây chị brief cho. Ngồi đó đi. Cho nên là để một cái TVC được trọn vẹn, được đẹp nhất thì bắt buộc là huấn luyện viên phải làm sao để từng thí sinh của mình có thể được khai thác tốt nhất khi mà lên phim. Cái kìa vô. Còn bà ơi. Còn bà. Còn bà. Còn nè bà. Không, cái chữ còn bà của em mà em muốn cho nó đàn ông em cọc lên. Còn bà. Còn bà. Ừ đó. Đó, nó phải thi ghi. Nó phải thi ghi như vậy luôn nó mới ra. Ok nha. Chị Mai Ngô với Tiên ngay từ những tập đầu rồi thì mình đã có một cái vibe khá là giống nhau và hai chị em phải gọi là khi mà nói ra thì sẽ dễ hiểu nhau hơn và làm việc khá là đồng điệu với nhau. Ồ, cú bắt tay của Song Quỳnh, không biết là có đá ai nữa. Nói chưa, okay. Chị nghĩ là cái lần hợp tác này sẽ rất là dễ dàng tại vì chúng ta đã có những bạn rất là có kinh nghiệm ở đây và cũng có những bạn nỗ lực nên là chị cảm thấy rất là tự tin cho cái thử thách lần này. Bây giờ thử thách lần này của mình là quảng cáo sản phẩm dung nhan tố nữ ST. Mình rút kinh nghiệm từ những cái vòng trước là mình phải thật sự rất nâng niu sản phẩm kể cả việc là mình đã off máy hay chưa. Chúng ta đang có lợi thế là chúng ta chỉ có 5 thành viên. Vậy nên là các bạn sẽ được lên hình rất là nhiều. Vậy nên là khi mà chúng ta nói sản phẩm hay là nói những cái câu slogan phải nói rõ ràng, rành mạch, chứ đừng bị líu lại là chúng ta sẽ không hay. Thử thách ngày hôm nay là thử thách PVC thì cũng khá là dễ cho team của Hoa cũng như là team của huấn luyện viên Quỳnh Châu. Khi mà mọi người đang diễn ấy, chúng ta có thể diễn lố hay như nào đó, nhưng mà khi mà sản phẩm đưa tới là tất cả các bạn đều phải đẹp. Tại vì đây là cú bắt rất là gần khuôn mặt của các bạn. Thần thái, tỏa sáng, năng lượng thì vì nhãn hàng đang cần những điều đó. Mình có 45 giây thôi. Nên là chị nghĩ mình đừng có đi quá nhiều, mình chia ra khoảng 3 cụm thôi. Mình là liên minh ít thành viên kết hợp với nhau thì nó sẽ dễ để cho nhóm của Châu điều phối các bạn hơn. Tiên trước đi, Tiên sẽ nằm ở trên giường đi ha. Ok, vậy Tiên trên giường đi. Sau đó là xếp thành hai cụm. Chị cần hai bạn diễn cái mở cảnh là chị bắt cận. Vậy cho Khiết Anh với Quân đi. Hà với Trang Nhung. Ngồi bên này đi ha. Đây đi cho cái đường đi của anh Bimbo cho nó dễ nè. Nếu mà như vậy thì sẽ nhìn thấy cái cảnh đằng sau rồi chị. Không, không thấy em. Không, thế thì mấy cái ra bên này rồi nè. Không, không. Nè. Thế thì bây giờ hai bạn này sẽ ngồi bên này này. Thì khi không. Mà hai bạn này đứng đây thì sẽ không nhìn thấy hai người đằng sau. Chị hiểu, nhưng mà khi mà anh Bimbo anh đi từ đó qua giường xa. Chị đang từ đây đúng không? Đúng rồi. Là vòng qua đây. Đúng rồi. Thì anh chỉ lướt qua đây không, là anh tới rồi. Anh phải vô gần hơn mới lấy bạn chứ. Thì cả anh cảnh ở đây đúng không? Anh lướt qua đây thôi là tới rồi mà. Chị nghĩ là nó phải như vậy nè. Đẹp cho mấy bạn nó phải cỡ này nè em. Chứ nếu mà từ đây chỉ xuống là mấy bạn sẽ không đẹp. Em hiểu không? Vậy nè. Còn mới mà xuống đây thì nó lại bị vướng tiền cảnh mà mình đã có tiền cảnh rồi. Bây giờ thử hai cú máy xem okay. Xem cái nào sẽ hợp nhất. Bây giờ cái thoại của Casey sẽ nói về nám da. Chị nám da thì em nghĩ một cái câu thoại cho em. Và cái công dụng còn lại là nóng trong người, bị bốc hỏa là kiểu hay bị phát điên lên á. Thì em nghĩ một cái câu thoại cho em. Chị Hà Anh ra về thì mình cảm thấy là tiếc và mình sẽ cố gắng thể hiện tốt ở các phần thi sắp tới để cho chị Quỳnh Châu cảm thấy là mình ở lại rất là xứng đáng. Công việc của mình cũng là làm đạo diễn ngoài Hà Nội với các vở kịch dành cho chị em. Mình có thể đảm nhận được công việc diễn xuất. Rồi còn em là nằm trên giường là biết bị gì nữa gì? Mất ngủ. Đó thì em cứ thể hiện cái việc em bị mất ngủ với thêm một cái yếu tố suy tạm nội tiết nữa. Đấy, kiểu thế, nghĩ một cái câu thoại và sản phẩm vô. Rồi chị đi một cái kết nè. Hai người bên này chạy sang bên đây, hai người bên này rồi, chạy vào đây. Chị hiểu rồi. Tiên em không cần nằm ở giường, em ở đây cho chị. Thế thì chỉ còn lấy nửa người bạn ấy thôi. Đúng rồi. Là chằn chọc. À, mất ngủ quá đi. Đó, là như vậy rồi. Bây giờ Tiên dậy xong, Tiên lên một cái. Nói lấy sản phẩm là năm bạn ngồi vô. Đưa sản phẩm ra này. Đó là ra. Rồi đưa sản phẩm. Nói. Rồi ok. Thôi làm máy đi. Ok. Thôi thử làm cái cú máy đi coi sao. 3, 2, 1 vô. Đó em đứng gần gần vậy là sao mà đúng rồi. Thế nên mọi người phải tập trung vô đó. Lại 2, 3 đi. Đi. Đó. Đúng rồi. Lại nha. Ok. Ví dụ như người ta ở vạch xuất phát thì Quân là phải ở dưới cái vạch xuất phát nữa. Bây giờ Tiên ở đây tập cái chuyện mà em phải bỏ sản phẩm vô nè. Châu ơi, cho Bolo nói một cái nhá. Là khi mà Tiên đưa cho top này xong thì Tiên phải về standby thì cái nên bạn là đưa mà, cho bộ, nên là em. Cho. Em cầm để em đưa vào. Đấy là tụi em đem vô đưa cho Bolo rồi Bolo đưa cho Đan Tiên. Đó là một cái dây luôn đó chị. Bản thân mình để có được vị trí mà mình mong muốn là mình phải cố gắng hết mình và mình sẽ không bỏ bất cứ cơ hội nào. Và mình luôn sẽ là người nhiệt huyết nhất, chủ động nhất trong tất cả mọi trường hợp. Rồi, vậy bên này sẽ là Quân nói. Hay Khiết Anh nói được không?
Nhưng mà cái câu này đằng đằng cũng thu voi mà. Mình cứ nói trước đi xong lát mình thu voi lại. Rồi. Ok. Ít người chưa chắc đã là thuận lợi. Bởi vì ta phải chia rất là nhiều những cái câu nói cho các bạn. Từng bạn phải nói từng câu một. Thì nó cũng khá là khó khăn để mà việc các bạn phải nhớ những cái câu thoại của mình. Hoa, em ra coi mò đi. Đừng lo, đã có dung nhan từ nữa ST. Em nhìn thấy không? Cho em xin lỗi. Chưa, vẫn bị mờ lắm chị ơi. Sản phẩm vẫn bị mờ. Thấy không? Em phải đưa lên như vậy nè. Nó mới thấy sản phẩm. Cái chữ đừng lo là cái chữ để mình ăn gian cho người ta giữ. Chị Châu ơi, phải để xa gì nữa, nó mới bị mờ lắm. Ok. Nhưng mà xa thì em lại không nhìn được màn hình. Được rồi. Rồi, chị chỉnh tay cho. Rồi, 1, 2, 3. Đừng lo, đã có... Rồi, ok. Chạy luôn đi, không hết giờ đó chị ơi. Lại. Cứ đi đường dây trước đi chị không, ơi. Không được, không đi đường dây được, phải làm cho được cái chỗ này, cho tim nó tập cho quen. Chị Châu, từ, chị Châu để thử lại cái sản phẩm giúp em cho cao lên gần màn hình xem nào, nó đang bị nhỏ quá. Ok. Quân ơi Quân diễn thêm vừa nãy, phát điên lên nhiều lên, nhiều năng lượng đây. Chị chỉnh cả nét diễn của Quân với cả cái gì nha. Rồi, chị nhớ rồi. Trời ơi, tôi xấu quá. Còn tôi thì hay bị bốc hỏa. Tí là tôi phát điên lên nè. Quân ơi, cái nét mặt diễn của Quân phải phát điên lên như này. Khi mà cây gì nói là em phải lắng nghe cái gì và kiểu cũng phải diễn cái nét mặt ở đây đấy, kiểu thông cảm kiểu như vậy ấy. Nhìn đi đâu vậy? Nhìn cái gì kia đó. Nếu mà nhìn vậy em nhìn cây gì em bị lé không vậy? Không lé. Nhìn cái gì đó, bình thường, máy bắt em mà. Với một người không có kinh nghiệm như mình á, cái việc quay TVC là cái việc rất là khó đối với mình. Chị Châu nói lúc mà Hà nói chuyện là Hà quay mặt về đây một xíu nha, Hà đang bị mất mặt đó. Xa quá, anh cho thử, anh Sơn thử gần mấy bạn coi. Rồi để coi, cao lên ngay đây, điểm này. Không, em đưa sản phẩm vô là em phải đưa hẳn như này này. Em đứng ở đó là em thấy Quân, em đứng ngay đúng điểm này nha chị. Cái mặt ai cũng đơ quá à, cái mặt cái sản phẩm vô là hả? Cái gì vô đây vậy? Vậy đó không được. Vui lên trời đất, cái sản phẩm năng kìa, động lên, tỏa sáng lên nữa. Chào mừng quý vị đang đến với vòng thử thách chính của tập 5 Miss International Queen Việt Nam năm 2023. Và ngày hôm nay với thử thách quay TVC, Hương Giang xin được giới thiệu thành phần ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo Dược Sĩ Tiến. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo nhà tài trợ Kim Cương, đại diện của công ty Thiên Ý Phạc Ma, thương hiệu dung nhan tố nữ ST, giám khảo Hoàng Song Hà. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Quốc tế Siam Thái Lan, ông Thái Hoàng Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo diễn viên điện ảnh Hiếu Nguyễn. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn. Và ngày hôm nay không biết cảm xúc của các huấn luyện viên như thế nào khi mà các bạn lần đầu tiên được bắt cặp mình làm việc chung. Đúng là hai chị em giống như là oan gia ngõ hẹp, liên tục là gặp nhau. Nhưng mà ngày hôm nay thì với Hoa thì Hoa làm việc với huấn luyện viên Quỳnh Châu thì Hoa cảm thấy là hai chị em rất là ăn ý. Rất là chia đều mỗi người thế mạnh như thế nào thì hai người sẽ chia đều ra từng người làm từng việc. Team của tụi em là team có số lượng thành viên ít nhất, chung một cái nỗi khổ thì sẽ chung một cái chí hướng. Tụi em không có muốn mất thêm một thành viên nào nữa nên là cái sự quyết tâm của tụi em sẽ rất là nhiều. Team của Thủy Tiên và team Quỳnh Mai là cặp đôi rất thân thiết và cũng rất là hoàn cảnh. Nhưng mà với số lượng là 9 thành viên trong team với một TVC chỉ có 45 giây. Với em đây là một cái thử thách cho mentor. Nhưng nếu hai mentor làm được thì đó sẽ là một điều rất là tuyệt vời. Tại vì hai người đã giải được một bài toán rất là khó. Và xin được hỏi diễn viên điện ảnh Hiếu Nguyễn ạ. Theo anh thì những lưu ý gì khi mà chúng ta diễn xuất trong một cái TVC 45 giây? TVC là cái điều quan trọng ấy là gì? Thời gian nó rất là ngắn. Nó cần cái thông điệp của nó rất là rõ ràng và tôn vinh được sản phẩm để khách hàng người ta quyết định mua được cái sản phẩm đó. Và trong một cái cú mà gọi là one shot ấy, thì cái điều quan trọng nhất của mọi người là gì? Đó chính là giữ đúng vị trí và làm đúng cái việc của mình và kết hợp với cái cú máy ấy, nó làm sao để hoàn hảo nhất. Không biết là trước khi bắt đầu thì đang học xong Hà có muốn nhắn nhủ gì với các thí sinh của chúng tôi không ạ? Trước khi bắt đầu thì tôi muốn nhắn gửi đến toàn bộ các thí sinh đó là hãy nhớ những điều tôi dặn về tinh thần của sản phẩm và cố gắng thể hiện thật là tốt. Và không biết là huấn luyện viên Thủy Tiên và huấn luyện viên Mai Ngô, hai bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ, chúng em rất là sẵn sàng. Và 20 phút dành cho phần thi của team huấn luyện viên Thủy Tiên và Quỳnh Mai bắt đầu. Đông chín và có vẻ khá khó. Rất là khó. Và để giúp cho tất cả các bạn có được một cú one shot tuyệt đẹp để có một
TVC hoàn hảo ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu quay phim Trường Sơn. Trong 20 phút các bạn có thể quay đi quay lại rất nhiều cú máy để có thể lựa chọn. Và sau đó mỗi đội huấn luyện viên các bạn sẽ có một tiếng để edit cái TVC đó theo ý của mình. Và chúng tôi sẽ chấm dựa trên thành phẩm. Và nếu như hai thành phẩm vô cùng cân tài cân sức thì cách huấn luyện cũng sẽ là một trong những tiêu chí để giúp các giám khảo lựa chọn. Và 20 phút của các bạn bắt đầu. Team nào team nấy vào vị trí. Miễm ơi, Tiên sẽ bày sẵn cái này cho Miễm nha. Khi nào máy vô, lấy cảnh em uống thì em uống xong rồi em bình tĩnh nói. Ok, Tiên là người đa hiệu để bác bạn nói. TBC one shot thì cái người cuối cùng sẽ luôn là cái người áp lực nhất. Bởi vì khi mà bạn làm không tốt, tất cả mọi người ở cái khâu trước phải quay lại từ đầu. Có thể cảm nhận được rất là lớn, một cái sự áp lực rất là khủng khiếp lên Miễm Trần. Cái vị trí cuối cùng á, thì nó chỉ khá dễ với mình. Chỉ có cần phải nói một cái câu slogan ngắn thôi cho mình nghĩ là mình sẽ hoàn thành tốt cái đó. Chuẩn bị bấm giờ nhớ cho mọi nha, người. Khi mà mình xong á, là mình clear liền nha, mình out liền nha, đừng có để dính fan. Happy lên, năng lượng 200% thì lên TVC ra còn 100% đó. Huấn luyện viên Thủy Tiên thì cảm giác được là có một nguồn năng lượng nó rất là trẻ, nó rất là nhiệt huyết ở trong cái công việc, cũng tương tự với lại mentor Mai Ngô của mình. 1, 2, 3, action. Dạ em này khô quá, không có làm ăn được cái gì hết trơn. Tôi rầu ghê bà. Tất trọng thì chất. Dung nhan tố nữ XT, mướt mát tự tin, hạnh phúc rạng ngời. Trời ơi, thôi chết rồi bà ơi, dạo này tay chân tôi là lông không rồi đó. Trời má ơi, râu đầy đây nè. Ôi ôi, dạo này đẹp gái dữ ha, mà giọng còn đàn ông không vậy? Con à bà. Dung nhan tội nữ ST. Cắt. Căng. Ao phê mời. Là một cô gái ngân hàng, chưa bao giờ tham gia nghệ thuật nên cảm thấy rất là lo lắng và hồi hộp. Bé, nói lớn lên. Nicky ơi, tự nhiên hơn nha. Là Nicky thôi, không cần phải đừng diễn. Đừng có đợi người ta để diễn, mọi người như đang tự nhiên luôn. Chứ đợi để đọc thoại là nó bị giả. Hướng dẫn mà không có cái sự rắn từ huấn luyện viên á, thì các bạn sẽ dễ bị lơ là và chúng ta sẽ bỏ rất là nhiều thời gian. Tiết kiệm thời gian là một trong những cái key khi mà quay cái quảng cáo này. Action. Dạo này khô khan quá, không có làm ăn được cái gì hết trơn. Tôi rầu ghê á bà. Tức chồng thiệt chứ. Dung nhan tố nữ ST, mướt mát tự tin, hạnh phúc rạng ngời. Trời ơi, nó chết rồi, bây giờ dạo này tôi thấy là tay chân tôi là lông không rồi đó. Ôi má ơi, râu đầy đây nè. Ôi ôi, dạo này đẹp gái dữ ha, mà giọng còn đàn ông không vậy? Còn à bà. Dung nhan tố nữ ST, căng tràn nữ tính. Ao nét rồi, ô. Dung nhan tố nữ ST, trẻ từ gốc. Ok, làm lại, mình bị lỗi một số cái nha. Bạn này á, vô liền nha, em bị đợi quá lâu. Đúng rồi. Ừ, em bị làm mất thời gian quá lâu. Lố 3 phút. Miễm, khi mà cam tới đây á là em uống liền nha, chứ không phải là bỏ vô. Tự nhiên thôi, với lại năng lượng hơn cho chị. Chị Hân sẽ có hai vấn đề, chị sẽ bước vô nhanh hơn và đồng thời khi chị đứng kế bên Miễm, chị phải đứng sát Miễm như cái vị trí mình đã tập rồi. Hân dùng hóc môn cũng như là khi mà chị con gái thì trí nhớ của mình rất là kém, cũng hay quên. Lúc nào trong đầu cũng phải là đọc đi đọc lại kịch bản rất là nhiều. Cho nên anh rất là tập trung trong lời nói của mình. Rồi, bắt đầu lại nha mọi người, không có nhiều thời gian đâu. Mình phải có ít nhất một safety shot trước. Lòng lành lên, cầm chặt vào máy. Lưu ý là đọc công dụng trên vỏ hộp với vị thiếu thông điệp nha em. Giật mình ngay lập tức luôn, tất cả mọi người nó chết rồi. On set thì không có ai suy nghĩ tới cái vấn đề là mình phải nêu công dụng một cách rõ ràng hơn như vậy. Có thể là Mai với Tiên đã quên hoặc là không để ý trong cái việc training cho các bạn. Thiếu công dụng, em coaching cho Miễm đọc công dụng lên. Tìm hiểu kỹ những cái công dụng của nhãn hàng đó cũng là một cái điểm cộng cho các huấn luyện viên cũng như thí sinh của mình. Cái chuẩn bị của mình cũng như không thôi, tại vì cuối cùng lên set thì cũng sẽ được nhắc. Hỗ trợ làm giảm triệu chứng sạm da, bốc hỏa, mất ngủ và tăng sinh lý nữ. Morgan. Ok, cut làm lại. Cái bổ sung gấp ở ngay trên trường quay luôn thì nó có hơi trở ngại một tí. Nghe thì có vẻ như là một điều thuận lợi nhưng thực chất mình nghĩ rằng đây là một điều bất lợi. Để Miễm nói xong rồi đọc công dụng, hai người mới vô. Ok chưa? Ok, chị Hân nhanh thêm xíu nữa. Còn nha. Còn này bà là rất là gượng luôn, còn này bà bình thường của bà thôi. Làm lại nha, không còn nhiều thời gian đâu. Lẹ nè, mình còn khoảng 8 phút thôi. Chưa được shot nào đó nha. Hỗ trợ làm gì? Lại. Làm lại, nhanh lên, cố lên. Nhanh lên, nhanh lên. Miễm ơi, giúp chị nhớ bài nha. Khó lắm á, không nuốt là không ấy được đâu.
đứa nào cái vàng như em thì em hay quên lắm. Mọi người rất là lo lắng cho Miễn Trần. Mọi người ơi, còn một hai cơ hội thôi, cố lên, đừng làm sai nha. Mình là người chốt ở sau cùng, mà mình mà sai thì cả team phải làm lại từ đầu. Nó rất là áp lực. Thay đổi kịch bản làm ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý của bạn Miễn Trần. Hỗ trợ làm giảm sạm da, mất ngủ, bốc hỏa và... Miễm ơi, cố gắng một lần nữa thôi nha, Miễm một lần thôi là được. Run quá, tự nhiên thấy người ta vậy cái chị hơi run quá nha. Hỗ trợ làm đẹp da, Miễm ơi, hỗ trợ làm đẹp da, sạm da, bốc hỏa, tăng nội tiết tố nữ. Hỗ trợ làm giảm sạm da, bốc hỏa, mất ngủ và tăng nội tiết tố nữ. Dung nhan nội. Lại. Rất là lo lắng, mình rất là sợ. Cũng không có trách nhiệm, bởi vì mình nghĩ là nếu như cả team cùng cố gắng hợp lực, nếu như cái gì sai thì mình lập tức mình sửa lại liền, thì chắc chắn là mình sẽ thành công thôi. Làm lại nhanh lên, còn vài phút nữa thôi. Cho hai bạn vô luôn đi rồi nói. Em cứ nói liên tục luôn, đừng quan tâm hết. Ok, mọi người ơi, giúp Miễm khúc này nha. Mọi người sẽ vô dung nhan nội tiết tố nữ để giúp Miễm nha, có thể Miễm sẽ quên nữa. Bạn vừa mới ai là mọi người vô, mọi người nói luôn. Rồi, rồi, bắt đầu lại nha. Ok, bắt đầu lại nha. Bình tĩnh nào Miễm. 3, 2, 1, action. Dạo này khô khan không có làm được cái gì hết trơn, tôi rầu ghê mà. Nhìn thằng chồng chán thiệt chứ. Dung nhan tố nữ ST mướt mát tự tin, hạnh phúc rạng ngời. Trời ơi thôi chết rồi, không biết sao mà dạo này tay chân lông không luôn. Thôi đi má, râu đầy đây nè. Ôi ôi, dạo này nhìn đẹp gái ghê ha. Mày giống con đàn ông không vậy? Còn nè bà. Dung nhan tố nữ ST căng tràn nữ tính. Hỗ trợ làm giảm sạm da, bốc hỏa, mất ngủ và tăng nội tiết tố nữ. Dung nhan tố nữ ST trẻ từ gốc. Nó thật sự là một nỗ lực của Miễm. Miễm Trần đã thể hiện một tinh thần đầy chiến binh. Ai trong cái tình huống đó mà xử lý được như Miễm Trần thì cũng rất là ít. Và trong đó chắc không có là Kim rồi. 3, 2, 1, action. Dạo này khô khan không có làm ăn được cái gì hết trơn, tôi rầu ghê bà. Nhìn thằng chồng chán thiệt chứ. Dung nhan tố nữ ST mướt mát tự tin, hạnh phúc rạng ngời. Trời ơi thôi chết rồi, không biết sao mà dạo này tay chân là lông không luôn. Thôi đi má, râu đầy đi nè. Ôi ôi, dạo này nhìn đẹp gái ghê ha. Mà giờ giọng còn đàn ông không vậy? Còn nè bà. Dung nhan tố nữ ST căng tràn nữ tính. Hỗ trợ làm giảm sạm da, bốc hỏa, mất ngủ và tăng nội tiết tố nữ. Dung nhan tố nữ ST trẻ từ gốc. Cái sự kết hợp này nó quá ăn ý. Rất là tự tin rằng chiến thắng sẽ thuộc về đội của huấn luyện viên Thủy Tiên và huấn luyện viên Hai Hồng. Sao tôi quên vậy em? Tất cả các bạn thí sinh đều hoàn thành rất tốt. Mai thấy được sự tiếp thu của các bạn, team Mai Ngô rất là khắc phục. Hai huấn luyện viên Quỳnh Trang và Quỳnh Hoa, các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Hai team từ đầu đến giờ cũng đã có rất là nhiều xích mích, thì không biết lần này cái sự kết hợp của hai người sẽ như thế nào. Châu tin rằng là sự kết hợp của hai huấn luyện viên cùng chung mục đích sẽ rất là thú vị. Và phần thi của các bạn bắt đầu. Đây không còn là một trò chơi nữa rồi, đây là một cuộc chiến rất là khốc liệt. Lúc mà em dậy ấy, lúc em ngồi đây, bây giờ chị chỉnh cho từng người luôn. Tưởng tượng là mình đang là đại sứ của nhãn hàng rồi và mình chỉ có đến đây mình quay thôi. Đại sứ quay một cách chuyên nghiệp như thế nào? Với vị trí nha, giờ chị đi lại một lần nữa nè. Chị đi bằng tay không nè. Ấn tượng đầu tiên của Nhung khi mà làm việc với huấn luyện viên Châu là huấn luyện viên Quỳnh Châu cực kỳ cầu toàn. 3, 2, 1, action. Trời ơi, dạo này da tôi sạm, rám, bạn cho tôi bỏ tôi rồi. Dạo này tôi hay bị bốc hỏa, mỗi đôi khúc phải điên như thế. Đó. One shot nha, không có sai thoại. Cái phần thi lần này thì em thấy là khá hồi hộp. Thoại của em và bạn khá ngắn nhưng mà cũng khá quan trọng bởi vì nó nằm ở đoạn đầu của one shot. Còn tôi đôi lúc có phải bốc... Còn tôi... Thở tí cái bốc... Đôi lúc... Hở tí là bốc hỏa. Quân là bạn gần như là tờ giấy trắng luôn, Quân không biết cái gì. Châu cũng hiểu rõ cái tâm trạng là Quân sẽ lo lắng và hồi hộp. Cha tôi giờ này sạm, nám, nhấp nhăn nè. Bạn cha tôi chơi tôi hết thì được. Còn tôi đôi lúc có bị bốc hỏa. Nhiều lúc hở tí là tôi phải cứ phải phát điên như thế này. Em nói được câu đó không? Nói được. Rồi lại nào, 2, 3. Quân có vẻ hơi lúng túng và mất đi tự tin. Và Quân cũng không thuộc thoại nên là làm cho em cảm thấy rất là lo sợ. Còn tôi đôi lúc cứ phải phát hỏa, bốc hỏa.
Hở tiết. Hở tiết có phải phát điên như thế này? Lại hai ba. Mạnh lên, phát điên lên. Em không có vấp. Cái này là one shot, không có vấp. Từ đầu cái câu thoại của Quân và Khiết Anh đã trái ngược cho nhau. Khiết Anh nó không muốn tham gia vào cái vai mà nó gây xấu hình ảnh của bạn. Còn tôi đôi lúc có bị bất hỏa. Hở tiết cứ phải phát điên như thế này. Là sao? Một cái câu rất ngắn thôi nhưng mà Quân làm không được. Và lúc đó thật sự là Châu rất giận luôn. Huấn luyện viên Quỳnh Châu đang bị quá áp lực với Trần Quân. Đó là lý do bạn càng cảm thấy là gánh nặng cũng như là áp lực nhiều hơn khi mà bạn liên tục nói sai câu thoại. Bình tĩnh này, bình tĩnh. Ok. Còn tôi đôi lúc cứ phải bốc hỏa. Hở tiết cứ phải phát điên như thế này. Đúng rồi. Quân là một bạn mới, Châu sẽ có những cái lo lắng hơn là chuyện dĩ nhiên. Với Quân thì phải có người chỉ, thì đó là nhiệm vụ của mentor. 3, 2, 1, action. Trời ơi, da tôi giờ này hả? Nám, nếp nhăn nè, bạn trai tôi chê tôi rồi. Còn tôi, hở tí có phải bốc hỏa, đôi lúc có phải phát điên như thế này. Đừng lo, đã có dung nhan tối nữ ST. Ê, đợt này tôi nam tính quá bà. Tay chân tôi nên gơ bắp không ạ? Tôi cũng rong ri quá nè. Đừng lo, đã có dung nhan. Tôi khoan khoan, ao nét. Khi em đưa em phải mở, em phải giữ thẳng ở đây nè, sao em chỉ có đưa vô thôi, em đừng có để như cái che hết trơn sản phẩm. Chị Châu ơi, vẫn sử dụng cái hộp đi. Cái đấy nó bị đang bị mờ rồi, sử dụng cái hộp mờ, từ đầu đến hả? Cuối đi. Cái hộp okay, vậy sử dụng hộp. Quân ơi, Quân phải thể hiện rõ cái thần thái của em nhiều hơn nữa. Còn tôi cứ bị bốc hỏa, nha. Yên lên được. Bình thường thì em rất là vui vẻ và hòa đồng với tất cả mọi người, cho nên là với cái vai diễn đó thì rất là khó với em. Action. Trời ơi, da tôi nám nè, nếp nhăn nè, bạn trai tôi chê tôi rồi. Còn tôi hay bị bốc hỏa, đôi lúc có phải phát điên như thế này. Lại. Còn tôi cứ bị bốc hỏa, hở tí là tôi phát điên lên thế này. Rất là mất kiên nhẫn, rất là sốt ruột tại vì mất phân nửa thời gian cho cái việc lặp đi lặp lại một vấn đề. Còn tôi hay bị bốc hỏa, đôi lúc có phải phát điên như thế này. Quay lại luôn chị Châu ơi. Thần thái Quân chưa được. Quá nhiều thời gian tập trung vào bạn. Và trong team của Hoa vẫn còn rất là nhiều bạn đang chưa được quay. Mình cảm thấy hơi lo lắng một chút. 3, 2, 1, action. Trời ơi, da tôi nám nè, nếp nhăn nè. Bạn trai tôi chê tôi rồi. Còn tôi cứ bị bốc hỏa, đôi lúc có phải phát điên như thế này. Đừng lo, đã có dung nhan tố nữ ST. Rồi lại cho em lại luôn. Tách đôi mà Quân. Tại vì em... Tách đôi Quân. Chỉ thi cho một phần của mình là Châu kể luôn. Cảm giác cứ như thời gian cạn dần. Nhưng mà em vẫn chưa được thể hiện luôn. Em rất là lo lắng. Cố lên nào. 3, 2, 1, action. Trời ơi, nám nè, nếp nhăn nè, bạn trai tôi chơi tôi rồi. Còn tôi cứ bị bốc hỏa, có lúc phải phát điên lắm luôn. Đừng lo, đã có dung nhan tố nữ ST. Ê, đợt này tôi nam tính quá à, tay chân tôi cơ bắp không à. Tôi cũng rong ri quá nè. Đừng lo, đã có dung nhan tố, đâu rồi cái điểm. Mơ rồi, sản phẩm mơ. Đang mới nằm xuống xong mà đang ngóc nằm. Cái ngồi nằm đó luôn. Tiền nó cứ lăn xăng chạy qua chạy lại. Quân với cái gì khi mà cầm sản phẩm, dừng lại một tí phải thể hiện thần thái vui vẻ khi mà cảm nhận được sản phẩm đó. Mọi người chưa gì đã đi luôn rồi. 3, 2, 1, action. Trời ơi, giờ này da tôi sạm, nám nè. Bạn trai tôi chê tôi rồi. Còn tôi hay bị bốc hỏa, đôi lúc cứ phải phát điên như thế này. Đừng lo, đã có dung nhan tố nữ ST. Ê, đợt này tôi nam tính quá à, tay chân tôi cơ bắp không à. Tôi cũng rong ri quá nè. Xuất hiện sớm rồi, lại. À, đẹp mà. Chết rồi, không được, sát vô. Như vậy là không có ổn. Mình cũng phải nóng ruột cho team của Quỳnh Hoa và Quỳnh Châu. Tại vì mọi người mất quá nhiều thời gian để chỉnh một cái biểu cảm cho một bạn thí sinh là bạn Quân. Quân, em lùi là vẫn thấy mặt em tươi từ đầu tới cuối cho chị. Với cả Quân, khi mà cầm sản phẩm mày vẫn là vui vẻ mà em phải chạy. Khi mà xong phát lại phải chạy ra liền, chị em đang bị vẫn bị dính ấy. Quân đã tập đi tập lại rất là nhiều lần rồi, cho nên là cái cảm xúc nó bị chai đi. Và với một người không có kinh nghiệm, áp lực từ các phía khác nhau và nhiều vấn đề xảy ra trong đầu cùng một lúc thì Quân không thể hiện tốt được. Em nghĩ là Quân có sự nỗ lực nhưng mà Quân phải biết dành năng lượng cho đúng nơi đúng chỗ. Chấp nhận lỗi đi, đi lại. Có một safety shot trước đi. Mọi người tập trung nha. Team của Quỳnh Hoa và Quỳnh Châu chưa hề an toàn luôn. Ít nhất cũng phải có một shot hoàn chỉnh để mà mình còn có thể chỉnh sửa edit. 3, 2, 1, action. Trời ơi, da tôi sạm nè, nếp nhăn nè, bạn trai tôi chế tôi rồi. Còn tôi hay bị bốc hỏa, đôi lúc có phải phát điên như thế này. Đừng lo, đã có dung nhan tố nữ ST. Ê, đợt này tôi nam tính quá à, tay chân tôi cơ bắp không à. Tôi cũng rong ri quá nè. Đừng lo, đã có dung nhan tố nữ ST. Trời ơi,
lại mất ngủ nữa rồi. Hay là tuổi già ập đến, suy giảm nội tiết tố nữ. Đừng lo, đã có dung nhan tố nữ ST. Dung nhan tố nữ ST đẹp từ gốc. Lại Đang Tiên bị mất thần thái lúc sau rồi. Cái trẻ từ gốc á, tươi lên, vui lên. Dung nhan tố nữ ST trẻ từ gốc. Tiên ơi, khó chịu lúc đầu nha, khó chịu lúc đầu. Em đã bị giữ thần thái một từ đầu đến cuối. Chỉnh một biểu cảm cho một thí sinh mà làm mất nhiều thời gian của cả đội thì Tiên nghĩ là Tiên Quỳnh Châu Quỳnh Hoa chưa sử dụng thời gian một cách hợp lý nhất. Không dành thời gian cho Quân, tụi mình lướt qua luôn thì tụi mình sẽ không có một cái check nào luôn. Trời ơi, da tôi nám nè, nếp nhăn nè, bạn trai tôi chê tôi rồi. Còn tôi có hay bị bốc hỏa. Đội lớp có phải phát điên như thế này? Trời ơi, từ lại nha, không có ngập ngừng. Em nói trôi chảy cái câu là được rồi. Trôi chảy lên. Bạn bị bó một xíu nè, bạn dung lên một xíu, ừ, nó sẽ tốt hơn. Đưa lên một xíu xong giữ nha, xong bắt đầu. Nó đã rối rồi. Mọi người đưa cho em một cái vai diễn khó, không hợp với em thì em vẫn phải diễn, bởi vì đây là cuộc thi. Muốn đổi câu không? Đổi câu luôn đi. Ôi mấy. Bà ơi, giờ này da tôi thâm nám quá, bạn chê tôi rồi. Tôi hả, tôi cứ hay bị nó phát hỏa, rồi lúc tôi phải phát điên không được. Bốc hỏa. Rồi làm lại. Nếu mà Quân không thể hiện được cái cảm xúc bốc hỏa thì thôi, Quân hay thể hiện cái cảm giác bạn trai bỏ bởi vì da nám đi. Và em cũng quay qua em nói là chị ơi, cho em đổi thoại với bạn nha, cho bạn làm dễ hơn, cho nó trơn tru hơn. Đôi khi chúng ta sẽ có những cái quyết định rất là táo bạo. Một anh cả ngã về không. À đổi hả? Đổi. Nên đổi ngay từ đầu. Bà ơi, giờ này da tôi thâm nám quá à. Bạn trai tôi chê tôi rồi. Em cảm thấy là cái vai diễn của em nó thoải mái hơn. Nói đúng với con người của em á, nhẹ nhàng. Nếu như lúc đầu mà khiến anh chọn cái vị trí đó thì có thể là mọi thứ nó đã suôn sẻ. Tôi có hay bị bốc hỏa, đôi lúc phải phát điên lên được. Đừng lo, đã có dung nhan tố nữ ST. Ê, đợt này tôi nam tính quá mà. Tay chân tôi cơ bắp không à. Tôi cũng lâu đi quá nè. Đừng lo, đã có dung nhan tố nữ ST. Đúng rồi, phải quay ra một nhịp vậy. Trời ơi, lại mất ngủ nữa rồi. Hay là tuổi già ập đến suy giảm sinh. Cho dù cái shot đó có gần thành công đến 90% đi nữa mà có hư đi chăng nữa thì tụi em cũng sẽ thông cảm, bởi vì chị đang tìm phải quán xuyến quá là nhiều việc. Dung nhan tố nữ ST đẹp từ gốc. Trẻ từ gốc. Lại. Trời ơi, trẻ từ gốc trẻ nha. Từ gốc. Căng dữ lắm á. Mình không có sốt nào. Rồi vô. Nhanh nè. 3, 2, 1, action. Bà ơi, giờ này mặt tôi thâm nám quá trời. Bạn trai tôi chê tôi rồi. Còn tôi hay bị bốc hỏa mỗi lần như vậy là tôi muốn phát điên lên được. Đừng lo, đã có dung nhan tố nữ ST. Ê, đợt này tôi nam tính quá bà. Tay chân tôi cơ bắp không à. Tôi cũng lâu ri quá nè. Đừng lo, đã có dung nhan tố nữ ST. Lên. Trời ơi, lại mất ngủ nữa rồi. Hay là tuổi già ập đến suy giảm nội tiết tố nữ. Đừng lo, đã có dung nhan tố nữ ST. Dung nhan tố nữ ST trẻ từ gốc. Ok, xếp tiên tiếp lại, cái nãy bị rung máy rồi. Hết giờ. Ok, không được thôi, sao? Cái kêu nãy là ok rồi. Có sót rồi. Mọi người, có sản phẩm cẩn thận. Có sản phẩm lại, cẩn thận. Chỉ có đúng một lựa chọn thì thật sự là cũng rất là căng. Chọn chút này đi. Chốt nha. Mỗi cặp huấn luyện viên sẽ có một giờ đồng hồ để cùng đội ngũ kỹ thuật dựng phim lựa chọn ra thước phim quảng cáo tốt nhất đem đến các ban giám khảo. Châu lo, không biết qua nỗi tâm này không nữa. Sao mà tất cả các chương trình thời trang ấy họ hay chọn one shot? Thực ra quý vị khán giả hay nói là lại one shot à? Thực ra không phải là chúng tôi hết ý tưởng, nhưng mà thực sự chỉ có one shot á, nó mới có thể khiến cho tất cả chúng ta phải lao động một cách nó gọi là tập trung nhất. Em vừa phải check more,
em vừa phải làm việc với cả cameraman, em vừa phải làm việc với từng cụ, mà em phải tính toán từng cái di chuyển làm sao đấy, và sau đó em còn phải vào vai một cái người dựng nữa. Có nghĩa là nếu mà một cú one shot ấy, nó mới có thể thể hiện được cái thực lực của mọi người và cái trình độ huấn luyện của mọi người ra làm sao. Như bình thường thì chúng tôi sẽ chỉ công bố kết quả đối với 4 huấn luyện viên, nhưng mà trong tập này thì đã là tập 5, cho nên ban giám khảo rất là muốn có cơ hội để trò chuyện cũng như là đưa ra những cái nhận xét để các bạn có thể tiến bộ nhanh hơn trong chặng đua nước rút còn lại của Miss International Queen Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ xem sản phẩm team huấn luyện viên Thủy Tiên và Mai Ngô. Dạo này khô khan không có làm ăn được cái gì hết trơn, tôi rầu ghê bà. Nhìn thằng chồng chán này chứ. Dung nhan tố nữ ST, mướt mát tự tin, hạnh phúc rạng ngời. Trời ơi, thôi chết rồi, không biết sao mà dạo này tay chân là lông không luôn. Thôi đi má, râu đầy đi nè. Ôi ôi, dạo này nhìn đẹp gái ghê ha. Mà giờ giọng còn đàn ông không vậy? Còn nữa bà. Dung nhan tổ nữ ST, căng tràn nữ tính. Hỗ trợ làm giảm sạm da, bốc hỏa, mất ngủ và tăng nội tiết tố nữ. Dung nhan tố nữ ST, trẻ từ gốc. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Rất là dễ thương. Một cái TVC mà tất cả mọi nhân vật ở trong đó đều được thể hiện một cách thật nhất, đúng với tính cách của tụi mình nhất. Rất là hài lòng với các sự lựa chọn của huấn luyện viên của mình. Vì là hai team lần đầu hợp tác với nhau, nhưng mà tất cả các bạn đều rất là ăn ý. Và có những cái đoạn nó rất là vui và Hiên Nhiên hy vọng là nó sẽ viral. Anh coi cái clip này của mấy bạn chọn thì anh không biết là lý do tại sao tụi em lại chọn cái suột mà bạn Mỉm Trần ở cuối lại nói chuyện hơi vấp nha. Lúc đầu tụi em cũng đã có một suột hoàn chỉnh, tuy nhiên là chị Hà có muốn tụi em nói lên được cái công dụng của sản phẩm, cho nên là những suột sau tụi em đã cố gắng quay. Tuy nhiên là những cái suột mà đẹp, đọc trọn vẹn nhất thì lại bị blur, là không có focus được vào cái sản phẩm mà tụi em mong muốn. Và đôi khi có những cái frame á, những cái bạn ở background không có làm cho cái khúc mà các bạn cầm sản phẩm và đọc cái slogan hay được. Cho nên với tụi em thì đây là một cái suột phải gọi là trọn vẹn nhất. Mai khẳng định cái thách đó là cái thách tốt nhất mà chúng tôi có thể chọn. Nhận xét một tí về cái sản phẩm của các bạn. Thứ nhất á, là về cái mặt diễn xuất á, các bạn có 9 người cho nên là các bạn sẽ có được là những nhân vật phụ, những nhân vật chính, nó tương đối thuận lợi. Các bạn sẽ có cái nhân vật để giới thiệu cái sản phẩm luôn. Diễn xuất của các bạn mình tạm gọi là nhân vật phụ đi, làm nền thì các bạn diễn xuất khá tốt. Tuy nhiên á, là anh cảm thấy chưa có hài lòng lắm về cái khung hình khi mà các bạn quay vào từng nhóm như vậy. Tại vì nó cứ hơi nghiêng nghiêng khoảng 45 độ chứ nó không trực diện vào cái nhóm đó, thì mình không có cảm giác được cái nhóm đó đang là cái trung tâm của câu chuyện ở cái thời điểm đó. Cho nên là cái cách các bạn lấy hình ở cái chỗ đó anh chưa có hài lòng lắm. Cái thứ hai là đúng là cái suột này tụi em chọn thì những cái nhân vật background đỡ có vấn đề hơn. Ví dụ anh nói là từ cái cụm thứ hai mà sau khi mà nhóm 4 bạn nữ mà ngồi nói cái chuyện mà lông không rồi râu ria đồ này nọ đó, thì có một bạn ra giới thiệu sản phẩm thì luôn luôn là cái em là ở ngay cái góc cuối màn hình là cứ hay bị liếc lại nhìn. Thì anh nghĩ đó là những cái suột mà tụi em bỏ thì nó hợp lý. Tuy nhiên cái vấn đề cuối cùng đó là ở cái bạn chốt lại là bạn Mỉm Trần á, thì bạn họ bị vấp. Và kể cả khi bạn thoại không vấp đi chăng nữa thì anh cũng cảm thấy là cái câu thoại đó của bạn nó bị làm cho cái nhịp nó bị trì xuống, nó bị chậm xuống. Cái kết của tụi em nó không có làm cho anh cảm thấy hài lòng lắm với cái việc mà tụi em đặt cái vị trí bạn Mỉm ở cái cuối cùng như vậy. Nếu mà cái nhịp nó tốt hơn nữa thì anh sẽ cảm thấy hứng thú với cái TVC này hơn. Hiện giờ cái nhịp của tụi em làm anh chưa thấy đạt. Thực ra Mai và Tiên cũng giống như là anh editor cũng đã chỉnh sửa để có được cái thách đó một cách mượt mà nhất. Nó không phải là cái thách mà tốt nhất của bản thân mình thể hiện, nhưng mà nó là cái thép tốt nhất của cả team, cho nên là mình không thể nào mà mình nghĩ trong bản thân mình không được. Đại diện thương hiệu thì chị Hà thấy cái tinh thần của cái TVC này với sản phẩm của chị như thế nào? Trên shot quay thì tôi rất là thích TVC của các bạn. Cái đề bài của tôi đưa ra đó là tôi cần một cái sự tươi mới, một cái sự happy, một cái sự vui vẻ. Và tôi đã nhìn thấy cái điều đó ở trong TVC của các bạn. Phải nói một câu công bằng là vì chị cũng đã phải nhắc đề cho team rồi, cho nên là buộc chị sẽ phải trừ cái phần điểm này của team Mai Ngô và Thủy Tiên, nhưng chị sẽ cộng phần điểm cho cá nhân của Trần ngày hôm nay. Nó không công bằng. Team của Mai và Tiên thi đầu, khi mà chị Hà nhắc bài như vậy thì đội sau họ có thay đổi cái kịch bản hay không, thì họ có bị trừ điểm hay không? Thí sinh của đội Châu không có được nhìn thấy lúc mà đội của Mai với Tiên thi, chỉ có Châu được nhìn thấy thôi. Cũng xin phép được nhắc nhở rất là nghiêm khắc tới giám khảo Hoàng Song Hà. Tại vì là khi tất cả các huấn luyện viên họ đã lên một cái kịch bản, có nghĩa là họ đã có một cái sự chuẩn bị từ trước. Khi mà chị can thiệp vào và chị nhắc là phải xem cái công dụng ở đằng sau chiếc hộp, thì nó đang tạo ra một cái tình huống thiếu công bằng cho những đội khác.
bị nhắc bằng mít chứ không phải là bị nhỏ vô lỗ tai như thế này. Tụi Châu đã sẵn hết tất cả những cái câu đó, cho dù là có đội kia có hay không thì lên yên tâm là đội tụi Châu cũng đã có sẵn hết những keyword của nhãn hàng rồi. Đầu tiên là xin lỗi ban giám khảo và xin lỗi toàn bộ các thí sinh vì đã có một cái sự không kiểm soát được như vậy. Bản thân mình rất là mong muốn tất cả các team đều sẽ có một cái TVC nó đầy đủ nội dung, dẫn đến cái việc rằng là mình đã phải có một cái lỗi như vậy, mình sẽ nghiêm túc, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa. Ban giám khảo và ban tổ chức bảo đây là nhắc bài và team mình bị trừ điểm thì mình cũng phải nhận thôi, chứ mình đâu còn cách nào khác đâu. Đây là một cái cụm mà chị đánh giá rằng là rất là tốt. Tại vì cái cụm này á, thứ nhất là nó rất là dễ bị chồng hình. Và thứ hai là bạn Nhi bạn ấy sẽ phải in frame liên tục. Nhưng mà gần như cái cụm này là ba bạn diễn xuất rất là tự nhiên. An Nhi là cái người mà có cái giọng nói rất là hay. Và em tiến bộ rất là nhiều. Nhất là trong cái shot này, bao nhiêu shot quay lại là em có cái nụ cười tươi như vậy. Bởi vì để mà mình giữ được một cái nụ cười mà nó không bị gượng ấy, sau rất nhiều lần quay ấy, nó không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng mà em làm rất là tốt. Còn hai bạn còn lại diễn xuất rất vừa phải. Khi lúc đấy Mai là người đứng ở trong mo thì Mai đã rất nhiều lần Mai nhìn thấy khi mà máy chuyển sang là bị lộ hai bạn kia lùi húi bước ra. Đó là bị lộ Tường San và bạn bước ra. Thì lẽ ra lúc đấy Mai phải báo cho Thủy Tiên để cho Thủy Tiên lắc cái anh quay phim nhanh hơn, hoặc là lắc thẳng ra để nó đỡ bị cái góc này. Đây đúng không, mọi người nhìn thấy không này? Đó, tự dưng người ta thấy Tường San lùi húi bước đi này. Thì chỉ hơi tiếc là tại sao hậu kỳ mà mọi người có một tiếng nhưng mà mọi người lại không làm. Cái góc này, cụm này là một cụm các chị em cộng đồng. Thì các bạn diễn rất là chân thật và nó có một cái sự hài hước, nó có một cái mood rất là thay đổi. Và chị rất là thích cái cụm này, các bạn diễn tốt. Nó có một cái sự hài hước trong đó để nó tách cái mood của ba cái cô gái thẳng cái ra để nó tới với cái mood này. Và một cụm mà 7 người mà có thể có hai cái mood như vậy thì chị nghĩ đây là một cái sự rất là giỏi huấn luyện viên. Tại vì 7 người để mà chia thành hai cái cụm mà nó khác nhau ấy, nó rất là khó. Đan, có mấy cái shot thì em bị liếc, nhưng mà cái shot này là cái shot em rất là trầm trồ. Đó, có nghĩa là hai bạn vẫn diễn, hai bạn biết là mình vẫn ở trong hình. Và hai bạn vẫn diễn theo kiểu là, ủa má này tự dưng ở đâu ra, hiểu không? Và cái sản phẩm này nó là sản phẩm gì? Thì đấy là cái sự chuyên nghiệp của bọn em. Rồi, cái ánh mắt của Hân lúc này rất là đẹp. Đấy, chị ước là bọn em sẽ viết ra một chút xíu. Hồi đến mím này, thực ra ấy, em lại hơi không đồng ý với anh Tiến một chút xíu ở cái đoạn này. Vì thực ra đây không phải là lỗi của bạn, mà là em bị đổi cái kịch bản trong một thời gian nó quá là gấp. Trong mấy phút mà mình quay lại, mình đọc chữ mà mình có thể dưới cái áp lực đó, mà em cũng có rất là nhiều shot em nói thành thạo, thì chị nghĩ rằng là em không phải là một người kém. Và chị còn thấy là em rất giỏi nữa kìa. Chỉ có điều là rất tiếc rằng là vì nó là one shot, cho nên là mọi người phải cân đo đong đếm rất là nhiều yếu tố. Thì vô tình tự dưng em là cái người mà bị lòi ra khỏi cái video này. Thì với chị ngày hôm nay, chị lại rất là thích cái sự ứng biến của em. Trong một cái thời gian ngắn như vậy mà Miễm có thể nhớ và có thể hoàn thành tốt được một cái câu nói trọn vẹn như vậy thì Nhi nghĩ là Miễm rất là giỏi. Ước gì mà em nhìn thấy cái frame đấy. Thực ra em chỉ cần chỉnh lại cái lọ sát vào người Miễm một chút xíu nữa là cái scene này của em hoàn hảo. Em khi mà nói vấp ấy, có thể là em đang trong cái tình trạng bị áp lực. Mentor lúc đó Hiếu chỉ mong là các bạn hãy cho các bạn ấy coi lại một chút và động viên các bạn ấy, khen các bạn ấy rất nhiều. Chúng tôi cũng có rất là nhiều áp lực, và đặc biệt là Mai, một người mà đã rất là cống hiến nhưng mà mình vẫn chưa thấy được một cái chiến thắng nào để mình có thể chứng minh được cái thực lực của mình. Hai đứa mình không phải là đứng ở trên set mà thét ra lửa, nhưng mà mình sẽ đứng trên set và em nên làm cái này, cười lên. Rất là tốt. Chứ là mình vừa động viên nhưng mà mình cũng vừa điều chỉnh. Các bạn quá focus vào để có được cái sản phẩm trong thời điểm đó là một cái áp lực với các bạn ấy, thì các bạn ấy sẽ càng lúng túng và càng không xử lý được vấn đề. Cái sự hướng dẫn của mentor nó không phải là quá khắt khe, nhưng mà so với mình thì nó hơi vội. Không có vội như vậy thì mọi người nghĩ là sẽ có một hoặc là hai sụt có thể sử dụng được hay là không. Nhưng với Hiếu, về cái phần diễn xuất của các bạn đã quá cố gắng, đã quá tuyệt vời. Hiếu hài lòng với phần này. Yeah. Tiên hài lòng với sản phẩm nhưng mà không hài lòng 100%. Tại vì mình cảm giác là sẽ có thể edit được tốt hơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với TVC của team huấn luyện viên Quỳnh Châu và Quỳnh Hoa. Bà ơi, dạo này da mặt tôi thâm nám quá trời, bạn trai tôi chê tôi rồi. Còn tôi á, dạo này cứ hay bị bốc hỏa, mỗi lần như thế là cứ phát điên lên được. Đừng lo, đã có dung nhan tú nữ ST. Ê, đợt này tôi nam tính quá bà, người tôi cơ bắp không à? Tôi cũng đâu ri quá nè. Đừng lo, đã có dung nhan tú nữ ST. Trời ơi, lại mất ngủ nữa rồi, hay là tuổi già ập đến suy giảm nội tiết tố nữ? Đừng lo, đã có dung nhan tố nữ ST. Dung nhan tố nữ ST, trẻ từ gốc.
đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Xem clip xong ấn tượng luôn. TVC cái điều quan trọng nhất là gì? Là ấn tượng về thị giác cho khách hàng về cái dòng sản phẩm đó. Trong cái clip mà Hiếu coi ấy, thì Hiếu thấy là có ấn tượng về sản phẩm. Cái kết của trong cái này nó cũng có một cái đó là gì? Làm cho người ta cảm giác cái sản phẩm này, làm cho người ta happy và làm nổi bật được cái sản phẩm. Team của bạn ban đầu khá là lủng củng nhưng mà có một quyết định rất là quyết đoán ở giai đoạn cuối, đổi vai giữa hai bạn thoại ở cái đầu tiên, đó là nút thắt để mà giúp các bạn giải quyết được. Đây là một bài học. Em nghĩ khi mà làm việc nhóm thì mình nên bỏ cái tôi lại, bởi vì cái mục đích cuối cùng vẫn là cái kết quả tốt nhất. Để một thành một TVC thành công ấy, thì nó phối hợp bởi rất là nhiều yếu tố, từ những lời thoại, tone and mood của cái TVC, sound effect. Nhưng mà tổng quan lại cuối cùng, qua cái TVC khách hàng xem thì có nhớ đầu tiên là tên sản phẩm không đã. Việc thứ hai là nhớ thêm công dụng sản phẩm. Bởi vì cả một hành trình quảng cáo một cái sản phẩm nào đó thì từ biết, từ hiểu, tin, yêu, mua, thì cái đầu tư điên ở đâu phải biết cái sản phẩm đã. Thì cái cách mà các bạn edit rất là thông minh, cách mà sound effect mà đưa sản phẩm ra speed up như thế, gây một cái ấn tượng cho khách hàng có thể nhớ được cái sản phẩm. Bởi vì bộ não lúc đó sẽ phản xạ, gây sự tập trung và cái việc đó nó hiệu ứng đến 4 lần. Ở trong cái phần công dụng của sản phẩm dung nhan toner ST, rõ ràng là team đầu tiên là các bạn cung cấp không đủ. Nhưng team thứ hai thì ngay vào đề là rõ ràng là có đủ. Cho nên là đây là cái mà mình nghĩ rằng là các bạn đã có sự chuẩn bị và đọc trước, đọc kỹ, nghiên cứu kỹ về sản phẩm. Cũng có thể là mọi người thi sau nên mọi người cũng đã rút được kinh nghiệm từ team đi trước. Khi chị xem sản phẩm, chị có hơi bất ngờ. Chị nhớ không nhầm, chắc là bọn em chỉ quay được 1 đến 2 shot là hoàn chỉnh thôi. Mà lúc đó nó xảy ra khi mà em đổi vai của hai bạn này. Theo chị thì đây là shot duy nhất. Và bọn em thực sự quá may cho cái việc đó. Nói làm tốt cũng được, nói ăn may cũng được, nhưng mà có sản phẩm tốt là vui rồi. Thì anh không nghĩ đó là một sự may mắn của các bạn, mà anh nghĩ đó là cái sự khéo léo và cái sự quyết đoán của các bạn trên set. Nếu bạn không phải là huấn luyện viên giỏi thì thực sự các bạn cũng không thể nào có sự may mắn đó. Chị cũng hơi giật mình và dành một cái lời khen cho Đan Tiên, chạy rất là năng động. Khi mà em về em đã kịp định thần nằm luôn ở trên giường, em nằm 3-4 lần nhưng mà vẫn chưa đến cái shot quay của em tiếp tục, em bật dậy và em lại chạy đi, em lại hỗ trợ các bạn. Cái mà cứu bọn em ngày hôm nay nhá, theo chị là gánh còng lưng nhá, chính là edit. Là tụi em rất là cảm ơn anh editor đã phối hợp cùng với tụi em dựng cái clip và thêm sao nào, thêm nhạc ra sao, là em cùng với tất cả các bạn cùng đưa ra ý tưởng ạ. Anh làm cái phần kỹ thuật thôi ạ, còn idea là tụi em. Edit chỉ là một phần để có thể giúp được cái sản phẩm của chúng ta hoàn chỉnh hơn. Nếu không có cố gắng cũng như là những cái ý tưởng của huấn luyện viên thì không bao giờ có một cái sản phẩm hoàn chỉnh như vậy. Các cái sound effect, các cái cách mà bọn em speed up, cú lắc máy để cho nó xóa đi hết tất cả những cái lộn cộm các bạn ấy, lúc mà các bạn ấy tách cái máy ra này, hay là những cái scene xấu này. Từ hồi tập 2 tới giờ là cái gì mà edit là chị Hoa số 1 luôn đó thật sự. TVC này nếu mà công bằng thì nó hấp dẫn hơn cái TVC bên này. Cái người mà chiếm spotlight của cái phần thi phải dành cho cái anh editor chứ không phải là các bạn thí sinh. Không biết ở phía nhãn hàng như thế nào nhưng đối với tôi cái sản phẩm này là sản phẩm không dùng được. Không thể dùng được. Khi mà các bạn làm một cái clip quảng cáo về những sản phẩm liên quan, ví dụ như là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thì nó là những sản phẩm được quản lý đặc biệt. Với cái sản phẩm mà các bạn đưa cái TVC này các bạn đưa, tôi chắc chắn 100% không xin được giấy phép quảng cáo. Đối với thực phẩm chức năng, các bạn bắt buộc phải có cái câu đây không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Team của Mai và Tiên là người đã pick cái câu đó. Tụi em nghĩ rằng là khi mà mình để là lưu ý đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, thì trên bao bì họ đã có luôn ghi cái dòng là đây là thực phẩm chức năng anh. Cho nên anh chia sẻ với các bạn là cái câu bắt buộc đó là cái câu không được thay thế thuốc chữa bệnh. Về luật thì tụi em không biết, nhưng mà tụi em nghĩ là khi mà đã đọc kỹ hướng dẫn thì mọi người sẽ đọc được cái câu đó, nên tụi em lấy cái câu kia để bao gồm luôn. Tại vì anh Tiến là cả một tập đoàn về dược phẩm thì đương nhiên anh Tiến có những cái nhìn khác nhau với lại cái sản phẩm mà đưa lên TVC. Còn đối với phương diện như anh chỉ là một người sử dụng sản phẩm chẳng hạn, thì anh nghĩ là sau khi xem TVC của team 2, nếu anh có ý định chuyển giới thì chắc chắn anh sẽ dùng sản phẩm này. So sánh thì phải so sánh hai cái yếu tố giống nhau. Ví dụ như đội Châu có cái tính là nhắc đi nhắc lại sản phẩm thì bên đội kia đã có hay chưa. Ban giám khảo đâu có chấm trên cái việc là có cái câu đó hay không đâu. Với lại cái đó voice off thì nếu sau này xài thì chỗ đó off cái đó được. Đúng rồi ạ, nếu mà chị có chọn thì bọn em vẫn có thể off được. Phía Tiên Ngô là có cái câu là đây không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh, thì đó là cái điều bắt buộc, và cái team này lại tìm ra được cái điều bắt buộc đó để biết mà bỏ vào TVC, thì đó là cái điểm khác biệt và điểm hơn. Ngược lại, team bên đây hơn về edit, thì hai bên huấn luyện viên nào cũng có cái giỏi của họ, một bên giỏi về edit và một bên giỏi về kiến thức và tìm hiểu. Rất là cảm ơn anh Dược sĩ Tiến là đã nói lên cái tiếng lòng của Mai. Ngày hôm nay bọn em đã vượt qua cái thử thách này rất là khó. Ai có điểm mạnh và ai có điểm yếu, cân tài cân sức trong cái trận này. Và nếu mà chị Hà muốn dùng thì chắc chắn là chị phải sửa cả hai. Chỉ là gu của giám khảo nào, họ thích cái nào
nhãn hàng sẽ chỉnh sửa sản phẩm nào và lựa chọn sản phẩm nào là sản phẩm chiến thắng. Các bạn sẽ được biết tại phòng chờ của team mình. Không còn điều gì để hối tiếc nữa. Có thể là một chiến thắng liên tiếp với huấn luyện viên Thủy Tiên và cũng là một chiến thắng đầu tiên của huấn luyện viên Mai Ngô. Chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Cảm ơn các huấn luyện viên mình ngày hôm nay đã huấn luyện và tập trung hết sức dành cho các thí sinh, và các giám khảo đã có một cái sự tranh luận rất là căng thẳng trong vòng họp. Và bây giờ sẽ là phần công bố kết quả. Và mỗi một giám khảo ngày hôm nay tương đương với 1 điểm, và đại diện của nhãn hàng chị Hoàng Song Hà, phiếu của chị sẽ tương đương với 2 điểm. Cho nên là hãy cân nhắc thật là kỹ các quyết định của mình. Xin được mời giám khảo Dược sĩ Tiến. Tôi vẫn giữ quan điểm của tôi về mặt chuyên môn của mình, cho nên tôi sẽ vote cho team Tiên Ngô. Xin mời giám khảo Hiếu Nguyễn. Cái kết quả final cuối cùng cũng như là quá trình làm việc trên set ấy, thì Hiếu chấm điểm cho đội thứ hai là đội Song Quỳnh. Xin mời giám khảo Adrian Anh Tuấn. Đối với Tuấn thì cảm xúc luôn luôn là quan trọng nhất. Cái gì mình cũng phải đặt cảm xúc mình vào đấy. Và khi mình sử dụng sản phẩm gì thì mình cũng cần cảm được cái sản phẩm đấy. Và đó là lý do mà Tuấn sẽ dành cái vote của mình cho Quỳnh Hoa và Quỳnh Châu. Xin cảm ơn giám khảo nhật TK Đoàn Anh Tuấn. Và như vậy thì Quỳnh Hoa và Quỳnh Châu, các bạn đang có 2 điểm. Xin được mời giám khảo Thái Hoàng Sơn. Thực ra là đều đánh giá cao cả hai cái TVC. Nếu mà đặt mình ở về phía góc cạnh là khán giả thì mình thích cái TVC của đội 2 hơn. Dễ nhớ, rất là ấn tượng. Tuy nhiên thì mình cũng là người hoạt động trong ngành y, nên là rất tiếc thì mình cũng thiên về ý kiến của Dược sĩ Tiến. Thì mình xin lựa chọn team Tiên Mai. Như vậy là các bạn đang có 2 điểm. Mọi người nghĩ hôm nay cái kết quả của hai team như thế nào? Khó đoán. Không biết thiệt luôn. Hai bên nào cũng có cái mặt. Cảm thấy rất là hài lòng với lại cái thước phim mà team mình đã mang tới cho ban giám khảo coi. Mong muốn rằng thì team mình sẽ là team chiến thắng. Bên mình thì mạnh về diễn, nhưng mà thời gian nó chấm sản phẩm mà. Thì sản phẩm của bên kia nó ấn tượng thật. Edit đúng chỗ, tua nhanh, khúc cần tua. Đúng giống như là chị Hương Giang đã nói là edit gánh còng lưng. Trong cái khúc này mặc dù mình tự tin về cái phần thể hiện của mình, mà về sản phẩm thì mình hơi bi quan một chút. Phải công nhận là anh editor thể hiện rất là xuất sắc. Chị Quỳnh Hoa 10 điểm edit nha mọi người. Hôm nay hai team là như nhau. Team 2 thì các bạn quá giỏi trong việc giấu đi những cái không tốt, cho nên thực ra Giang có quay lại Giang cũng không biết bắt lỗi gì. Các bạn ấy đã speed up hết tất cả những cái lỗi đấy rồi. Còn là team của Mai và Tiên thì mình còn nhìn thấy những cái lỗi, cho nên là chị có thể chỉ ra chính xác là bọn em đang gặp lỗi gì. Ở cái cụm của Mai và Tiên ấy cũng còn rất nhiều bạn thí sinh chưa có thực sự mạnh, nhưng mà thực sự ngày hôm nay các bạn ấy đã chứng minh rằng là các bạn ấy có thể bứt phá, trình diễn một cái màn trình diễn ngang hàng đối với những cái bạn rất là tiềm năng. Thì cho phép chị dành cái này cho Mai và Tiên. Hy vọng là mentor bước vào không phải là Quỳnh Mai và Thủy Tiên. Thật sự là không thể đón được. Em mong đội mình sẽ chiến thắng. Tất cả mọi người ai cũng rất là nỗ lực rồi. Thế nhưng lần này nó không còn đơn giản là ai làm không tốt sẽ phải bị loại. Và đây là huấn luyện viên của đội bạn sẽ là người pick. Nếu như team của mình thua thì sẽ là một cái viễn cảnh rất là đặc biệt. Thể hiện tốt quá, bên kia họ nghĩ mình là mạnh là mình sẽ vô, mà bây giờ thể hiện kém thì cũng là thí sinh yếu. Em không muốn ra về đâu ạ. Thật ra thì hai TVC cũng phải chỉnh sửa rất là nhiều, mình chưa thể sử dụng ngay được. Cái quá trình thì chị rất là thích bên team của Mai Ngô và Thủy Tiên. Với cái cảm xúc của một người order, tức là yêu cầu sản xuất, thì mình thích cái mood của team Quỳnh Hoa và Quỳnh Châu. Ban đầu chị Giang có nói là nếu mà thay sản phẩm đồng đều thì có thể là sẽ chấm quá trình. Nếu mà chấm về quá trình thì em nghĩ là team mình làm khá là ổn. Háo hức rồi sẽ được thấy chị Thủy Tiên hoặc là chị Mai bước vào và nói rằng là team mình là team chiến thắng rồi. Tôi nghĩ bên phòng kia chắc cũng đang vui lắm. Sếp quay hồi nãy có bao nhiêu viên bàn nó nghẹn luôn. Chị thấy em nữ tính lắm. Trời ơi, 6 viên. 10 điểm. 10 điểm.
sao đông quá vậy? Mình đang cảm tưởng như là tất cả những cái máy quay ở set chính nó đang hội tụ về đây. Và chính tỏ là đang có một điều gì đó rất là... Để vào vòng loại thì em cảm thấy khá là buồn vì team của em chỉ còn 2 người. Chứ đi từ vòng năm này qua năm kia chứ lúc nào chứ cũng hồi hộp. Không nghĩ được là ai sẽ là một người ở lại và người đó sẽ chịu đựng cảm xúc gì nữa. Em vô vòng loại mấy lần rồi? Vòng tập đầu tiên thì không ai chọn thôi chứ chưa vô vòng loại lần nào. Còn Hà là Hà vô vòng loại liếc là Hà ngán rồi đó. Bây giờ cho vô nữa chắc xỉu tại chỗ. Nguồn 1 năm tập em vô hết 4 tập nè. Bây giờ xuất sắc gì? Về kỹ thuật đó thì team bên kia rất là hay. Coi mà đã mắc luôn á. Từ edit cho tới cái gì là kỹ thuật là đó, rất là nghề nghiệp. Thế là mấy bạn kiểu đỡ cực hơn mình đó. Chuyên nghiệp á? Ok. Thôi Việt Kiều nói chuyện thay đổi tí. Kỹ thuật rất là nghề nghiệp. Ủa vậy hả? Không, thật ra cái điều em lo lắng nhất mà lỡ chị Kim vào đó thì nói chuyện gì với ban giám khảo. Thuyết phục xong rồi bắt cái tổng bắt tiếng Anh cho rồi. Nó bắt tiếng Anh thôi. Cho dù kết quả thế nào thì mình cũng đón nhận đâu chứ cô không biết sao học tài hy vọng mà có lỡ xui quá team cũng đang rất là ít người nên cũng sẽ không biết là sẽ đi về đâu. Như là Hà rất là hồi hộp ha, vẫn hy vọng rằng là team mình thắng. Trong clip hồi nãy em được xem là thì em thấy cái phần của em là nó không bằng mọi người. Có rồi má ơi. Nhưng mà chỉ có lời Hà cộng điểm với chị. Xem cái clip nó không. Đúng không? Biết sao không? Tại vì Miễn bị rất là khó khăn cho bạn nói rồi. Tập cái lời thoại trước là đã khó, bây giờ còn đảo cái lời thoại nữa. Áp lực nữa. Đúng rồi. Cái điều mà mình cần nhất đó là một TVC nó mang lại cái sự ấn tượng của khách hàng, cái sự nhấn mạnh lại cho khách hàng để khách hàng biết rằng đang xem quảng cáo của nhãn nào. Và chị sẽ dành cái phần điểm này cho team của em. Cứ tự tin lên, biết đâu team mình thắng hay sao. Chính xác, thắng thì là vui thật, thắng là vỡ hòa luôn. Tại vì nhưng mà thắng nghe là Mai Ngô vẫn còn 5 người nha. Mình rất là mong một là chị Quỳnh Mai sẽ xuất hiện, hai là chị Thủy Tiên sẽ xuất hiện. Oh my god. Và chị sẽ dành cái phần điểm này cho team của Quỳnh Hoa và Quỳnh Châu. Khắc phục được những cái khó khăn á thì team Mai nhỉnh hơn và mình muốn là khán giả cũng giống như là ban giám khảo nhìn thấy được những cái cố gắng cũng giống như là những cái phát huy đó để mà cộng điểm chứ không phải là thắng nhờ edit. Mỗi người sẽ có một cái khó khăn riêng, không thể chỉ nhìn thấy cái khó khăn của mình rồi nghĩ rằng là đội còn lại họ dễ dàng hơn được. Đối với TVC này thì mình chỉ cần chỉnh sửa một chút nữa thôi. Thực ra đối với Mai, sản phẩm của Châu và Hoa rất là bắt mắt, nhưng đó là điểm cộng cho editor, ngay cả Châu cũng nói như vậy mà. Cảm ơn anh editor rất là nhiều. Không thể nào đổ là nhóm từ Châu nhờ một anh editor giỏi được. Không lẽ anh editor kia của chương trình đưa ra không giỏi không? Với 2 điểm quyết định thì tỷ số là 4-3 nghiêng về đội của huấn luyện viên Quỳnh Châu và Quỳnh Hoa. Nếu mà nói về mặt kỹ năng thì chắc chắn Tiên đánh giá phần kỹ năng của team Tiên tốt hơn. Nhưng mà xét về thành phẩm và về phần edit thì chắc chắn là team của Quỳnh Châu và Quỳnh Hoa tốt hơn. Đôi khi các bạn làm tốt trên sếp nhưng mà sản phẩm cuối cùng của các bạn không tốt thì nhãn hàng cũng sẽ không chọn điều đó. Tuy nhiên hôm nay thì chỉ có một cái sự đặc biệt xin phép ban tổ chức là sẽ dùng luôn 2 TVC này để quảng cáo và xin phép được gửi 30 triệu đồng cho một TVC là cắt xê cho 2 team của 4 Mentor. Rõ ràng là học tài là sẽ thi phận, khỏi bàn cãi nữa. Thắng thì cũng thắng rồi, không phục nữa thì thôi. Quỳnh Châu và Quỳnh Hoa, ai sẽ là huấn luyện viên lựa chọn thí sinh ở phòng của 2 huấn luyện viên Quỳnh Mai và Thủy Tiên? Ai sẽ là huấn luyện viên loại thí sinh trong tập này? Chào chị. Biến người luôn. Tùy em. Em thích sao? Hay thôi tùy duyên không, tù xì không? Đợi đi, thắng làm cái này thua làm cái kia chứ giờ nghĩ làm gì nhức đầu. Châu không biết Hoa làm sao nhưng mà riêng với Châu là mình giữ được thí sinh của mình là xong rồi, mình không có nhu cầu muốn loại đội ai, mình không quan tâm, mình không muốn. Vậy em chốt là thắng làm gì?
Thắng thì, loại thắng là loại, okay. Còn thua là đi chọn. Một, hai. Đại diện team Quỳnh Châu thì chị rất là xin lỗi team Quỳnh Hoa. Thôi, không biết sao nữa, 100% là Hà phải vào vòng loại rồi. Kết quả hôm nay mà Hoa phải vô đây để pick hai bạn, chị cảm thấy là rất là áy náy với tụi em luôn. Vì Châu thì Châu cũng không còn lựa chọn rồi. Mình đã cố gắng và nỗ lực rất là nhiều rồi. Và tất cả cái sự nỗ lực đó, nó giống như nó chuẩn bị nó tắt đi. Em có biết là tuần vừa rồi đội của mình ai ra đi không? Là một thành viên mạnh nhất ra đi. Em đứng lại, bao nhiêu sự tin tưởng. Xong em là cái người làm tốn thời gian nhất. Em rất là mất tập trung, em không nhớ thoại. Cái câu của em chỉ có 7 chữ và em đã có nửa tiếng đồng hồ. Bao nhiêu thời gian đó để em đứng ở ngoài để em học rồi. Thi kiểu này không ai đỡ cho nổi. Trần Quân của tập trước, em đứng ở đó em hùng biện, em là người nói những cái câu đinh để mà đội khác không có trả lời lại được. Chị nghĩ là cái tập này là cái chuyện lời thoại với em là cái chuyện rất là bình thường luôn Quân. Chị tin tưởng hoàn toàn, tại vì lần nào em ra em cũng làm cho chị rất là bất ngờ. Nhưng mà hôm nay trên set là chị không biết làm sao, và chị cứ quay sang chị thấy Hoa, xong chị thấy team của Hoa, xong chị thấy Hà, xong chị phải gồng lại để chị tiếp tục chị làm. Đang tiên thắng, đang tiên chọn cái set đẹp cho tụi mình, đang tiên chọn cái số lượng người cho tụi mình, mọi thứ nó rất là lợi thế rồi. Bây giờ làm không thắng nữa thì thôi, nói gì nữa. Hà tin rằng là team mình thua, nhưng mà Hà vẫn hy vọng đó không phải là sự thật. Em thấy đồng cảm với Quân, em đã từng là Quân. Hiện tại em cũng đang cố gắng rất nhiều để mà thay đổi. Em mong là nếu mà có một bạn nào đó giống em thì sẽ không bị la nhiều chị quá. Chị thấy em đỡ cho Quân rất là nhiều, chị rất là cảm ơn em. Đối với em thì một khi mà mình đã vào cùng một team rồi thì dẫu có kết quả ra sao thì em vẫn luôn trân trọng khi được làm việc với mọi người. Đó là những cái khoảnh khắc rất là vô giá. Mình đang trên một chiếc thuyền rồi và mình đã cố gắng, rất cố gắng cùng nhau rồi, nên là Nhung nghĩ là kết quả như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau chịu. Nghiêm túc phê bình và phải thật sự rút kinh nghiệm. Tụi em cũng không còn nhiều cơ hội nữa đâu, nhưng ít nhất là vòng này thì thắng rồi. Chị ơi, Châu ơi, cười cái gì mà cười, tôi nói thiệt đó bà. Tự nó giống như là một ngày Tết mà pháo bông mà bắt đầu bắn lên á. Rất là vui, rất là hạnh phúc. Chúc mừng. Hoa sẽ là người lựa chọn ra hai người của team huấn luyện viên Quỳnh Mai và hai người của team huấn luyện viên Thủy Tiên. Bây giờ top 14 thì không ai muốn ra đi hết. Mọi người có thể tự chia sẻ thì hôm nay ai cảm thấy mình làm chưa tốt? Như vậy để làm gì? Xin nhận lỗi về em. Em là người làm cho trì hoãn của cái clip đó. Kết quả đó thì mình là người thể hiện không tốt nhất, cho nên mình chủ động trước khi mình bị động. Với cái áp lực mà của em phải dồn vào để nhớ mà em đã làm được tốt, đó là thực sự là rất là tài rồi. Đôi khi chị vào trong cái tình huống đó cũng không làm được như em, nên cái suy nghĩ đó là không đúng nha. Trong mấy vòng qua thì team Mai Ngô cũng hơi bị lu mờ. Sau 2, 3, 4 năm, 4 tập, team Quỳnh Mai vẫn chưa có một cái chiến thắng nào. Thì chết ai bây giờ? Hôm nay ai cũng cố gắng hết để tỏa sáng, thì thật sự cũng không dám nói ai là yếu nhất, nên cũng để cho cái lựa chọn là bên. Những hành trình mà các bạn đã cố gắng cho đến tận ngày hôm nay thì các bạn đã rất là tỏa sáng rồi. Vậy nên là Hoa sẽ đánh giá theo set ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Quỳnh Châu sẽ loại một thí sinh trong số 4 thí sinh mà huấn luyện viên Quỳnh Hoa sẽ mang vào vòng loại. Và các giám khảo chúng ta sẽ loại một thí sinh. Và ngay bây giờ xin phép huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa sẽ xuất hiện cùng 4 thí sinh, team Thủy Tiên và Mạnh Ngô.
Châu đoán sơ sơ được mấy cái tên luôn. Rất là bất ngờ luôn á. Với team của huấn luyện viên Quỳnh Mai, họ sẽ chọn Minh Trần. Bất ngờ chưa bà già? Và người tiếp theo của team huấn luyện viên Quỳnh Mai, người mà Hoa thấy khi mà bạn diễn xuất vẫn chưa có bộc tả được hết những điều mà nhãn hàng cũng như là khán giả xem được cái điều đó. Chị Hoa ơi, đừng có nhìn em nhá, em không có nhìn chị đâu. Kim Kim, may mắn thì cũng đã hết rồi, cũng không thể nào đòi hỏi hơn may mắn nữa. Tụi mình đã sẵn sàng cho cái sự mất mát và sự ra đi của một thành viên trong team rồi. Về team của huấn luyện viên Thủy Tiên, Nhi là lựa chọn đầu tiên của Hoa. Hoa nhìn được thấy là Nhi hơi lúng túng trong set, khiến cho đội phải quay đi quay lại rất là nhiều lần. Nhi không nghĩ mình sẽ bị rơi vào vòng nguy hiểm. Người thứ hai, Hà Đan. Đây sẽ là bốn sự lựa chọn của Hoa. Còn phần còn lại sẽ là do các bạn tự thể hiện trước mặt ban giám khảo cũng như là huấn luyện viên Quỳnh Châu. Mọi chuyện nó xảy ra thì cũng là do ông trời định, cho nên là tới đâu thì hay tới đó. Đây là bốn thí sinh mà em sẽ gửi vào vòng loại. Không ngờ đó là Miễn Trần và Kim Kim. Kim Kim, Nhi và Đan là ba người em cảm thấy là ngày hôm nay ba bạn làm chưa tốt. Còn tại sao em lại chọn Miễm Trần? Bởi vì bạn tự cảm thấy bạn là người ngày hôm nay làm không tốt trong set. Nếu mà Mai là một người huấn luyện viên công tâm á, thì Mai sẽ không chọn Miễm. Thí sinh của một beauty queen thì một người như Miễm không đáng để vào vòng loại trường ngày hôm nay. Nhưng mà với Hoa thì Hoa thấy là ngày hôm nay Miễm là cái người làm vấp liên tục. Nếu mà bạn đã làm không tốt thì bạn xứng đáng vào vòng loại. Tất cả các bạn đều có cơ hội như nhau. Quay đi quay lại nhiều lần, nhưng mà đó là thử thách của bạn, bạn đã vượt qua rất là xuất sắc rồi. Tại sao mà lại gặp ở đây? Tôi muốn một cái tên khác. Họ đang có một cái âm mưu để loại Miễm Trần. Đây là sự lựa chọn của Hoa. Hoa mong rằng là chị Mai sẽ lựa chọn Hoa. Hoa lại lý do đó là tại vì Miễm cảm thấy là Miễm làm chưa tốt, hay là dựa vô đó. Mình không tin. Bạn đó chiến thắng để có được một cái lợi thế thì Hoa dùng cái lợi thế đó thì cũng không sai. Hoa cũng cảm thấy cái điều đó là đúng. Và Miễm cũng là được ban giám khảo dự sĩ Tiến nhận xét là ngày hôm nay bạn ý nói rất là vấp. Vậy nên chúng ta không thể nào lựa chọn những cái thí sinh khác khi mà các bạn đang nói rất là tốt. Tiên cũng tự đánh giá là team mình là một cái team khá là đồng đều. Cho nên là ở cái phần loại này, Tiên hy vọng là hai thí sinh của team Tiên có thể defend, có thể thể hiện được cho ban giám khảo thấy là các bạn đã làm được những gì cho tới tập 5 này. Đó là sự lựa chọn của huấn luyện viên, đó là luật chơi, đã chơi thì mình phải chịu. Và nếu như mà Quỳnh Hoa đã lựa chọn xong thì các bạn có thể trở về phòng chung để chờ đợi kết quả. Và đây sẽ là lượt loại của huấn luyện viên Quỳnh Châu. Xin mời huấn luyện viên Quỳnh Châu. Với cảm xúc của tập trước xong á, không nghĩ được là hôm nay chị ngồi ở đây và chị lại có quyền để loại một cái thí sinh của đội khác. Và khi mà chị thấy Hoa dắt bốn bạn vô đây thì chị cũng hiểu ý của Hoa như thế nào. Thì mình đoán trước được là huấn luyện viên này kiểu gì cũng sẽ mang thí sinh này vào. Nhưng cuối cùng là người loại là Châu mà. Thôi, chị cứ nghe mọi người nói trước cái ý của mọi người ha. Năm nay, chương trình của mình với chủ đề Brave Purple, em là một người dũng cảm, không thể hiện qua lời nói của em. Mà trong các tập vừa qua, em luôn là thí sinh nằm trong top thí sinh thể hiện xuất sắc nhất. Em là một người biết thay đổi, biết tiếp thu và lắng nghe. Và vì lời hứa với anh Tiến, với chị Hà là em phải thay đổi bản thân của mình nhiều hơn nữa, và em đã thể hiện mình trong top 20. Và lời hứa thứ hai của em nữa, đó là mẹ của em. Em muốn mẹ của mình sẽ thấy em được trình diễn trong đêm chung kết, bởi vì em xứng đáng. Em xin cảm ơn. Từ tập 1 đến với vòng hiện tại thì em chưa bao giờ là ngừng cố gắng, và em chưa bao giờ để mình phải yếu đuối trong tất cả các thử thách. Ngày hôm nay đã ở đây thì em thực sự một điều em không mong muốn tí xíu nào cả. Nếu như dựa trên cái thử thách ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta là một team và chúng ta đã hoàn thành rất là tốt rồi, đúng không? Em tin rằng tất cả quý vị ban giám khảo đều là những người công tâm và đã nhìn nhận suốt một quá trình rất là dài. Thì các anh chị cũng sẽ có những cái đánh giá riêng ai sẽ là người có thể bước tiếp, và em sẽ không nói nhiều về bản thân mình quá nhiều ở đây.
cả những cái sự cố gắng của các bạn đến ngày hôm nay đều là như nhau, và mỗi người đều có những câu chuyện riêng của mình. Ban giám khảo sẽ là những người công tâm và có những cái nhìn khách quan nhất. Với cái quyết tâm từ bên Mỹ về đây và với chủ đề Pre-Purple, em cũng đã tới với tâm huyết là mình sẽ làm tốt và có thể tỏa sáng. Nhưng em biết trong cái quá trình này em đã bị lu mờ tại những cái áp lực em tự đặt ra cho mình. Dù em biết em hơi bị lu mờ, nhưng tới cái tập hôm nay thì em đã thoát ra được cái tinh thần áp lực và em đã chiến với mình và em đã làm được những gì khả năng mình có. Cái mong muốn của em là mình có thể đi tiếp nắm tay chung với các em của mình tiếp market. Và nếu được như vậy, em sẽ học và luyện tập nhiều hơn nữa, tự tin hơn nữa với cái tính cách của mình và không để những cái không đủ tiêu chuẩn làm áp lực cho em. Chị Kim liệt kê những cái bất lợi của mình để cho ban giám khảo thấy, chị Kim sẵn sàng ra về á. Mình phải bật khóc vì cái sự hy sinh của chị Kim Kim dành cho mọi người và cũng là dành cho mình. Em thú thật là em đã từng không công nhận mình là người chuyển giới, cho nên là em rất sợ tiếp xúc với những người chuyển giới. Nhưng bước đến với chương trình này, mọi người đã cho thay đổi cái suy nghĩ của em và khẳng định hơn là những người chuyển giới là những người như thế nào, tích cực như thế nào. Đối với MIQ thì Kim Kim đã thấy là tình chị em chuyển giới rất là mãnh liệt. Cho nên là em nghĩ là dù em ở đây em không có thể hiện được tốt, nhưng em đã mang đến một hình ảnh đẹp của những người chuyển giới ở trong cộng đồng. Và dù ở đây hay là ở đâu thì em cũng sẽ cố gắng hết mình để thể hiện bản thân và nỗ lực hết mình để chứng minh cho xã hội thấy là những người chuyển giới là những người tích cực và tốt đẹp cho xã hội. Được trải nghiệm rất là nhiều thứ mới, mình cởi mở hơn, mình dạn dĩ hơn, mình có thể chia sẻ nhiều hơn, khác hẳn so với lại cái lúc ban đầu là một con người khép kín, một con người không dám trải nghiệm. Thật sự là Châu muốn nói như thế này, bốn bạn không phải là bốn bạn tệ nhất của ngày hôm nay. Bây giờ các bạn đã ở trong cái vòng này thì Châu chỉ được loại những người ở trong vòng này thôi. Mai, Mai có muốn nói gì cho đội của mình không? Thật sự ra là trong chương trình này, Mai là mentor chưa có chiến thắng nào cả. Mai rất là mong mỏi mình có một chiến thắng và mang về lại cho team một chiến thắng. Tuy là hiện tại mình vẫn chưa chiến thắng, nhưng mà mình thấy được các bạn đã cố gắng rất là nhiều rồi. Và mỗi bạn đều có một cái tiềm năng riêng trong cái chương trình này. Mình đã thấy được còn các bạn được đi xa đến đâu thì còn lại là may mắn của mọi người. Không biết chiến thuật của Châu sẽ như thế nào. Một trong hai ai mà ra về mình cũng cay đắng. Em với chị Kim xin cảm ơn chị Mai vì đã đồng hành cùng tụi em. Và xin lỗi vì đã không làm thỏa mãn được cái kỳ vọng của chị và mọi người trong team. Mọi người đã tốt rồi mà. Cố lên, giữ bình tĩnh thôi. Mai biết sao không, đôi khi cái sự nỗ lực hay cái thành công của một mentor không phải nhất thiết thể hiện ở cái việc mình chiến thắng một cái thử thách, mà đôi khi nó quan trọng hơn là em đã để cho chúng tôi thấy được thí sinh của tụi em trưởng thành như thế nào. Anh nghĩ điều đó nó sẽ quan trọng hơn và nó sẽ giúp được cho thí sinh của em nhiều hơn. Cho nên em cũng không cần phải buồn vì việc mình chưa từng có chiến thắng nào cả. Anh nghĩ em đã thành công với vai trò là một mentor rồi. Giờ phút này thì Tiên chỉ có thể nói là Tiên rất là tự hào về tinh thần cũng giống như là cái sự máu chiến và những cái phần mà team của Tiên đã thể hiện. Chị mới trải qua cảm giác mất thí sinh của mình đó. Bây giờ chị có cái quyền này, chị sẽ sử dụng cái quyền này. Lúc mà Tiên đi vô và không đi với thí sinh của chị, không phải đi với Hà Anh, đó là cái lần mà chị không dám ngước mặt lên để nhìn các bạn của đội chị nữa. Tiên, chị không biết là chiến lược của em trong chương trình này là gì, nhưng mà với chiến lược của chị á, thì chị chỉ muốn là bốn người mentor của mình đó sẽ giúp cứ chia nhau mà chỉ thí sinh để cuối cùng mình có một cái đại diện tốt nhất thôi. Ngồi trong vòng loại mà Mai sợ lắm luôn á. Mai sợ Miễn sẽ là người ra về. Châu sẽ quyết định loại Kim Kim. Rồi xong, cuối cùng thì team Mai Ngô cũng đã bị loại một người. Và team Mai vẫn chưa thắng. Tôi rất xin lỗi.
Trong cái thử thách ngày hôm nay thì so với các bạn còn lại trong đội của Mai, Kim vẫn còn yếu hơn các bạn nhiều lắm. Và bây giờ thì đã là những cái vòng nước rút rồi và Châu phải lựa chọn Kim Kim. Kim tôn trọng lựa chọn của Châu. Trước khi đi về thì Kim Kim cũng muốn cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn chương trình đã cho Kim cơ hội đi xa tới hiện tại. Có thể nơi đây Kim Kim không tỏa sáng được như mong muốn, nhưng mong rằng tương lai mình có thể làm gì đó lợi ích cho cộng đồng và tỏa sáng theo cái đường hướng có thể. Dù không có thể đi chung với các bạn, nhưng Kim Kim chúc mọi người sẽ đi xa hơn, và nhất là Miễm. Kim Kim là cái người chị mà thân, rất là thân đối với mình trong cái cuộc thi này. Mình với chị Kim Kim còn xưng với nhau vợ chồng nữa cơ. Các bạn hãy đấu và hãy chiến, vì chúng ta cần một đại diện tốt. Em xin cảm ơn. Cảm ơn Kim Kim đã đến với chương trình và Giang tin là hành trình của bạn, và nhất là trong tập dự án cộng đồng, bạn vẫn còn một cái sự chung tay giúp đỡ của mọi người, và hy vọng rằng là sẽ sớm nhìn thấy một tiệm nail cầu vồng của Kim Kim. Chúc cho bạn sẽ thành công hơn nữa trong cuộc sống. Em xin cảm ơn mọi người. Thấy rất là tiếc, tại vì Mai biết khả năng của Kim Kim ở đâu. Nối kết với các bạn thì rất là vui, và cũng có tình chị em thân thiết trong đó. Trước đây Kim Kim cũng không có nhiều bạn bè trong giới, thì mình cũng ngại bị biết là mình chuyển giới này kia. Thì đến với chương trình này mình đã nghĩ thoáng hơn và có cái suy nghĩ tốt đẹp hơn. Kim Kim có lời chúc đến các bạn, mọi người sẽ tỏa sáng đẹp nhất, hay nhất trên sân khấu của MIQ. Nếu mà để suy nghĩ đến có thể tham dự MIQ lần nữa không, thì chắc đây là cái năm cuối của mình thôi. Thật sự chị rất là xúc động với cái hành động của Châu ngày hôm nay. Chị có một câu nói muốn được nhắn gửi đến bốn mentor, vì chúng ta cũng chuẩn bị có những cái tập chuẩn bị kết thúc rồi. Nếu như mà chúng ta nhìn thấy sai lầm của một huấn luyện viên khác thì chúng ta có quyền sửa sai lầm đó, chứ không nhất thiết chúng ta phải cho một bài học, bởi vì bài học đó nó sẽ lấy đi cái tương lai của một con người, một thí sinh. Tôi nghĩ rằng là mỗi huấn luyện viên sẽ có một cái chiến thuật riêng, và không có ai đã từng quyết định gì sai lầm cả. Nếu loại một thí sinh mà mình cho rằng là cướp đi giấc mơ của thí sinh đó thì tiên xin lỗi. Đối với MIQ Việt Nam 2023, chúng ta chỉ có một người có thể chạm tới giấc mơ vương miện mà thôi. Và anh không mong muốn cái tư tưởng rằng là phải dừng lại nghĩa là các bạn đã đánh mất giấc mơ. No, giấc mơ sẽ phải theo các bạn tới cuối cuộc đời của các bạn. Thì đó mới là cái giấc mơ đủ lớn để chúng tôi tin rằng các bạn có thể làm được. Và đó cũng là những cái lời anh muốn nói với ba bạn ở đây. Không biết là ban giám khảo sẽ vote cho bạn nào phải ra về, nhưng anh hy vọng là cái việc ra về đó nó không làm các bạn mất đi giấc mơ, mà phải làm cho các bạn phải mạnh mẽ hơn trong chính giấc mơ của mình. Học tài thi phận mà, dần dần thì ai cũng sẽ phải bị loại và ra về, trừ một người chiến thắng cuối cùng. Nếu mà mình bị loại hôm nay thì mình phải lấy cái đó là một bước đệm để cho mình bước tiếp những con đường phía trước trên cái hành trình, trên cái sự nghiệp của mình. Thiếu không có nhiều cơ hội để tham gia những cái cuộc thi như thế này. Và hôm nay khi mà tham gia vào MIQ ấy, làm cho anh có rất nhiều cảm xúc. Làm cho Hiếu nhìn thấy một màu tím tự tin này, một màu tím khiêm tốn. Và Kim ấy là một màu tím nhân ái, làm cho Hiếu cảm thấy cảm kích. Chị Tiên là một người huấn luyện viên rất là có tâm và rất là yêu thương từng thành viên. Chị Tiên luôn nhắc nhở là các em phải tự tin, các em phải tỏa sáng. Cho nên khi em vào vòng loại, em cũng mang một tâm thế rất là tự tin. Ngày hôm nay ai cũng tốt cả. Và giữa những người tốt như vậy thì cái nhiệm vụ của chị đó chính là xét đến cái khía cạnh tiếp theo. Ai sẽ có khả năng tham gia vào đấu trường quốc tế. Mịm là một gương mặt sáng. Và từ đầu đến cuối em cũng chưa làm bất kỳ một cái sai sót gì cả. Mình cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn là mình là người ra về. Còn về An Nhi và Đan là rất là giống nhau. Hai bọn em lúc nào có một cái tinh thần chiến giống như huấn luyện viên Thủy Tiên nói. Và chị phải công nhận là team Thủy Tiên là một team rất mạnh trong một năm nay. Bọn em đồng đều về thực lực và bọn em luôn luôn giữ được cái ngọn lửa. Thế thì giữa những cái ngọn lửa giống nhau như vậy thì chị xin phép được chọn người mà có thêm một chút yếu tố khác để có thể đi tiếp. Cho phép chị sẽ giữ lại An Nhi, chị chọn Đạt lần cuộc chơi ở đây. Chị
Chị sẽ dành lời khen cho em. Lần này là lần thứ hai em đã bước vào vòng loại trừ. Chị thích cái tinh thần năng lượng của em. Đối với thử thách của nhãn hàng của chị, các em đã làm rất tốt. Nên xin phép ban tổ chức ngày hôm nay chị sẽ không tham gia vào vote cho thí sinh bị loại. Em tự tin, em quá tuyệt vời. Anh nhìn em, anh cười với em rất nhiều đúng không? Bởi vì anh nhìn thấy cái năng lượng tích cực từ em. Và anh tin với một cái sự tự tin như thế này, em cũng có một cái lòng nhân ái rất là lớn. Em có thể để cho những cái bạn khác để họ có thể tiếp tục cạnh tranh, để đi trên một chặng đường dài để chiến đấu về quốc tế. Sự lựa chọn của anh là Dan đúng không? Đúng rồi. Anh chính là người trao em cái tấm phong bì để em vào trực tiếp vào top 20 đúng không? Em lại là cái người cầm phong bì và đi rất sâu tới bây giờ. Đó là cái niềm tự hào của anh khi mà anh có thể trao được phong bì cho một thí sinh tiềm năng như thế, cũng như Giang. Để nhìn cái chặng đường dài thì anh nghĩ là anh sẽ phải vote cho em, mặc dù em là sự lựa chọn từ đầu của anh. Nhưng anh nghĩ em tới đây đã đủ làm anh và cộng đồng mình hãnh diện rồi. Cảm ơn em. Đã ba người chọn Dan rồi thì anh nghĩ là nếu mà anh đưa ra một cái tên nữa thì chắc cũng sẽ không thay đổi được quyết định của ngày hôm nay, nên anh cũng xin phép bỏ phiếu trống. Như vậy thì Dan, bạn sẽ phải dừng chân tại hành trình Team for Miss International Queen Việt Nam 2023. Em đến với chương trình là sự may mắn, và cũng như là em ra về đó là sự không may mắn. Mình rất là buồn tại vì mình mất đi một cái nguồn năng lượng rất là tích cực cho team mình. Anh hy vọng rằng cái cánh cửa này đóng lại thì nó cũng đồng nghĩa với một cánh cửa mới mở ra. Anh cũng chúc cho em luôn giữ cái tinh thần đó, bởi vì chiến thắng bản thân mình là chiến thắng lớn nhất trong cuộc đời. Và anh chúc cho em ngày mai, ngày sau sẽ ngày càng tốt hơn và giữ đúng cái tinh thần mà em đã mang đến cuộc thi này. Em thật sự rất là hạnh phúc khi mà mình được đến với vòng này. Và càng hạnh phúc hơn là được anh Tiến, em sợ, em rất là sợ. Em xin lỗi tại vì em khóc vì anh Tiến. Tại vì em rất là sợ làm anh thất vọng. Thật sự em không kỳ vọng, nhưng mà em là một người rất trọng lời hứa, và cho dù cái lời hứa nhỏ nhất thì em cũng trọng. Em rất là hạnh phúc khi mà lời hứa của mình đã, anh Tiến không có thất vọng về em. Và mặc dù lời hứa thứ hai của em với mẹ em nó không được hiện thực, nhưng mà em mong rằng em có thời gian để mà làm được điều đó. Em cảm ơn chương trình rất là nhiều. Đừng lo, bởi vì đêm chung kết chúng ta sẽ trình diễn chung với nhau mà. Cho nên là mình có thể hoàn toàn là xuất hiện và vẫn xinh đẹp. Và cùng nhau gia đình Miss International Queen Việt Nam sẽ ngày một đông hơn, ngày một xinh đẹp hơn, ngày một tỏa sáng hơn và ngày một truyền cảm hứng hơn. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cho phép em là Trần Hồ Hà Đan, mã số 16, và em đến từ Bạc Liêu. Hà Đan là một người có cái nguồn năng lượng rất là tích cực, luôn quan tâm tới những cái thành viên còn lại, không chỉ là trong đội của mình đâu, mà là tất cả các bạn trong cộng đồng trans của mình. Nó không buồn thì em nó xạo, nhưng mà em vẫn buồn một chút, nhưng mà một chút thôi mọi người. Anh cho em game develop của anh. Bởi vì khi chúng ta đón nhận một cái năng lượng tích cực từ một cái điều gì đó thì nó cũng sẽ là một kết quả tích cực, mặc dù bữa nay em bị loại. Hy vọng rằng ở chặng đường sắp tới thì Dan vẫn sẽ tích cực như vậy, và hy vọng là bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Má em dặn là con gái phải điều đà, dáng đi kiêu sa, còn đôi mắt phải ngọc ngà. Tính em thiệt tha, chất phát không điều ngoa. Nếu anh thương em thì xin nhớ chứ có lèm bèm. Và như vậy thì xin được chúc mừng Miễm Trần và An Nhi. Hai bạn đã may mắn ở lại với chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì hai huấn luyện viên có thể đưa các thí sinh về lại phòng chờ. Chân thành cảm ơn ban giám khảo ngày hôm nay đã tham gia với Miss International Queen Việt Nam năm 2023. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Chia tay Hà Đan thì Đan có nhắn nhủ với Nhi và các team rằng là các chị phải chiến đấu luôn cả phần của Đan nha. Cái điều đó làm cho Nhi cảm thấy rất là xúc động, cũng như là một phần tiếp thêm cái động lực cho Nhi. Những vòng trước team Mai tuy là không làm tốt nhưng mà được giữ lại. Cho đến vòng hôm nay làm rất xuất sắc, nhưng mà may mắn vẫn không đến với lại team mình. Nhưng mà mình cũng phải khen là Quỳnh Hoa chơi game hay đấy. Hoa cảm ơn huấn luyện viên Quỳnh Mai đã đưa cái lời khen rằng Hoa chơi game rất là giỏi. Nhưng mà chị Mai ơi, em vẫn đang rất là
Chờ ơi chờ Huyền chờ, chị thắng ở tập sau nhé. Thì khi nào chị thắng thì chị có quyền quyết định mà. Vậy thì hãy gửi người thông minh nha em. Chị Mai ơi, chỉ còn 1-2 tập nữa thôi là kết thúc chương trình rồi, chị cố lên nha. Mai có ý điểm ạ. Trong bất kỳ một cuộc thi nào cũng vậy, người đi đầu lúc nào cũng bất lợi hơn. Dừng lại đôi lúc không hẳn là kết thúc. Giấc mơ chinh phục danh hiệu cao quý nhất của MAQ Việt Nam đã phải đóng lại với chị cả đáng yêu Kim Kim và cô nàng Hà Đan đầy năng lượng. Cảm ơn nhà tài trợ Kim Cương Thiên Ý Phạm Ma Khỏe Từ Gốc đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ Vương Miện Jessica Jewelry Hào Quang Thật từ Đá Quý Thật đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu Dr. Lark Việt Nam, máy làm đẹp đa chức năng công nghệ Đức, làm đẹp dễ dàng, hiệu quả chuyên sâu đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu dung nhan tối nữ ST hỗ trợ tăng cường nội tiết tối nữ đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu Hope Design, thương hiệu Fabril Seals Deepwear và thương hiệu đồ nữ Egan đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ Bạch Kim, Siam Thái Lan, đơn vị hàng đầu về hút ký mỡ và thẩm mỹ body đã đồng hành cùng chương trình. Với công nghệ Body Z In Body, hiện đại hơn, an toàn hơn, cùng đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao, giúp giảm mỡ nhẹ nhàng, nhanh chóng. Giảm mỡ đúng nơi, dạng người, sắc vóc. Viện thẩm mỹ Siam Thái Lan, đơn vị hàng đầu về hút ký mỡ và thẩm mỹ body. Ngay từ bây giờ, quý vị khán giả đã có thể bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích bằng cách truy cập website missinternationalqueenvietnam.14.vn và làm theo hướng dẫn. Mỗi phiếu bình chọn có mức phí 5.000 đồng. Không giới hạn số lượt bình chọn và số thí sinh bình chọn. Hoặc quý vị có thể phối trên fanpage của chương trình. Thí sinh nhận được nhiều sự bình chọn nhất từ khán giả sẽ có mặt trong đêm chung kết để cạnh tranh ngôi vị Miss International Queen Việt Nam 2023. Tập tiếp theo trong MAQ Việt Nam, một thử thách mới đầy khó khăn sẽ khiến các thí sinh phải thể hiện hết khả năng của mình. Em nghĩ sao nếu người ta nói là Miss International Queen là một cuộc thi ao làng? Chúng ta bị đánh đồng, làm thiện nguyện chỉ để làm hình ảnh. Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều. Thì em nghĩ sao về câu nói này? Và phần trình diễn hoành tráng là bảo chứng cho những cái tên ưu tú nhất sẽ dần được gọi tên bước tiếp trên hành trình đầy kiêu hãnh. Đón xem tập 6 MAQ Việt Nam 2023 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ 6 ngày 24 tháng 3 năm 2023 trên kênh YouTube Hương Giang Entertainment.